Tôi cá là bạn có dùng thuốc sát trùng hoặc một gói khăn ướt kháng khuẩn trong túi của mình. Khi công chúng biết đến lý thuyết về vi trùng, mọi người bắt đầu khá cẩn thận trong vấn đề vệ sinh. Nhưng ngày trước không ai biết gì về vi trùng và các bác sĩ thời đó có niềm tin mạnh mẽ rằng không khí bị nhiễm độc mới là thứ mọi người cần phải cẩn trọng. Vì vậy, một bộ trang phục đặc biệt đã ra đời. Các bác sĩ tin rằng chiếc mỏ giúp bảo vệ họ khỏi không khí ô nhiễm. Ngoài ra, còn có một lý thuyết khác về cách bảo vệ bản thân khỏi vi trùng. Mọi người sẽ mang theo nhiều loại nhang khác nhau vì mùi hương ngọt ngào của chúng được cho là có thể giúp bảo vệ họ khỏi không khí xấu. Ngoài ra, những bó hoa cũng khá phổ biến. Như bác sĩ chắc chắn rằng, việc cầm một bó hoa lên mũi sẽ tránh được tất cả các bệnh trạng không tốt. Tôi đoán hồi đó người ta nói, mỗi ngày một bó hoa sẽ giúp ta tránh xa bác sĩ, đúng không? Một sự thật thú vị khác về những bộ trang phục mà các bác sĩ ở châu Âu mặc là chúng vẫn được sử dụng cho đến tận ngày nay. Không, không phải có một bệnh viện theo chủ đề với các bác sĩ có vẻ ngoài kỳ lạ, mà thực ra đó là trang phục lễ hội truyền thống ở Venice, Ý. Nhân tiện, những bó hoa không phải là xu hướng duy nhất liên quan đến mùi hương dễ chịu trong lịch sử. Ở Ai Cập cổ đại, mọi người đội nón sáp hoặc nước hoa ngay trên đầu. Có tin đồn rằng đó là một loại chất khử mùi cổ xưa, vì những chiếc nón đó có lẽ nhằm mục đích che giấu mùi cơ thể. Những chiếc nón thường được đặt ngay trên những bộ tóc giả, và khi tan chảy dưới ánh nắng nóng bức của Ai Cập, chúng sẽ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào. Khoảng 5 thiên niên kỷ trước, người dân ở Ai Cập, Hy Lạp và các quốc gia cổ đại khác sẽ dùng một cành cây nhỏ để làm sạch kẽ răng của họ. Một số nhà khoa học cho rằng những cành cây này có một đầu được mài nhọn và người ta dùng nó làm tăm. Ngoài ra, để giữ cho hơi thở thơm tho, người Ai Cập đã sử dụng bạc hà. Ví dụ, một số người sẽ nhai mùi tây hoặc một số loại thảo mộc khác nhau sau bữa ăn và một vài thời điểm trong ngày. Ngoài ra, họ còn làm bạc hà từ các loại thảo mộc và gia vị, đồng thời sử dụng quế, hạt thông và trầm hương. Để kết dính tất cả các thành phần lại với nhau, họ thường sử dụng mật ong. Cuối cùng, họ dùng nhiệt tạo hình chúng thành những viên kẹo. Cleopatra có kiểu trang điểm mắt đặc trưng, và trên thực tế, người Ai Cập là những người đầu tiên phát minh ra mascara. Họ trộn mật ong, bồ hóng, nước và vân vân phần cá sấu. Họ sẽ bôi hỗn hợp điên rồ này ngay trên lông mi và lông mày của mình. Nó có thể không có mùi ngọt ngào, nhưng ít nhất nó an toàn, không giống như loại kẻ bút mắt độc hại có chứa chì được phát minh ra sau này. Ở thế giới cổ đại, quần áo không có nhiều màu sắc đa dạng, chủ yếu là màu trắng. Nhưng nếu ai đó thực sự muốn diện một bộ trang phục đầy màu sắc, họ cần phải chuẩn bị cho việc phải nhuộm quần áo bằng côn trùng. Tuy nhiên, đó không phải là chuyện quá khứ. Mỗi khi bạn lấy một vài viên kẹo bọc đường, hãy nhớ rằng có một số viên kẹo màu đỏ được làm từ bọ cánh cứng để mang đến màu sắc vui tươi đó, tương tự như với son môi màu sáng. Trở lại thời trang kỳ lạ vào thời xưa nhé. Người thời đó không chỉ có những chiếc mặt nạ có hình dáng kỳ dị, mà những bộ quần áo họ mặc cũng có hình dáng kỳ dị. Tôi đang nói về pleats. Đó là những chiếc váy có tay áo cực dài. Chúng thường dài đến sàn và rõ ràng là những người mặc chúng hoàn toàn bất lực. Họ không thể thực hiện ngay cả những nhiệm vụ đơn giản nhất. Nhưng đằng sau những trang phục đó cũng mang một số ý nghĩa. Những ống tay dài chứng tỏ người mặc đủ giàu để có được đôi bàn tay không cần làm gì cả, và rằng sẽ có người khác giúp họ làm tất cả những việc cần thiết. Váy pleats là trang phục xu hướng vào giữa thế kỷ 11 và 13. Giờ thì hãy nhìn vào đây. Những đôi giày có mũi siêu nhọn và cực dài này là một trong những xu hướng thịnh hành nhất ở châu Âu thế kỷ 15. Chúng được gọi là Krakow vì thiết kế có nguồn gốc từ thị trấn Krakow, Ba Lan. Thực sự những đôi giày này không hề có tác dụng hay mục đích nào cả. Tất cả chỉ liên quan đến tính thời trang. Thối nào đừng ngạc nhiên, những đôi giày siêu dài và mũi nhọn đã là xu hướng ngay cả vào những năm 90 và 2000. Các nhà sử học tin rằng giày Krakow không hề thoải mái. Mũi giày có lẽ đã được nhồi vì nếu không, chúng sẽ không có độ cứng và hình dạng như vậy. Có một số ví dụ còn sót lại của những đôi giày đó. Một người ở London tiết lộ còn có rêu trong mũi giày. Ngoài ra, theo một biên niên sử người Ý, loại giày này thường được nhồi bằng lông ngựa. Rõ ràng, đôi giày này không thực tế lắm và nhanh chóng lỗi thời. Bạn có thích màu sắc tươi sáng và sống động không? Trong suốt lịch sử, loài người luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ với màu sắc rực rỡ.
Vì vậy, không có gì lạ khi họ muốn trang phục của mình sáng sủa nhất có thể. Trong hầu hết các trường hợp, điều này thực sự đắt tiền. Đôi khi còn vừa đắt tiền lại vừa cực kỳ nguy hiểm. Giống như vào thời kỳ Victoria ở Anh, người ta yêu thích màu xanh cổ chai và nhiều phụ nữ muốn có một chiếc váy màu xanh chai. Tuy nhiên, để có được sắc thái đó, người ta đã sử dụng arsen. Chà, tuy nhiên những chiếc váy cầu kỳ đó chủ yếu được mặc trong những dịp đặc biệt nên phụ nữ không thường xuyên tiếp xúc với thạch tín. Dù vậy, ngay cả khi việc tiếp xúc hạn chế cũng có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Để có một vẻ ngoài hoàn hảo, thật tuyệt khi nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ, màu thời thượng nhất lúc bấy giờ. Axit sulfuric có tác dụng kỳ diệu và có thể biến cả những sợi tóc đen nhất trở nên sáng hơn, nhưng nó cực kỳ độc hại. Thủy ngân cũng được sử dụng cho quần áo. Mũ được làm bằng lông thú và những người làm mũ sẽ sử dụng kim loại độc hại này để dán những sợi lông đó lại với nhau để tạo thành nỉ. Người đội hít phải khí độc do loại mũ này tạo ra và hậu quả khó lường vì nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Đây không phải là một loại mì ống mà là một xu hướng thời trang khác trong quá khứ. Cho đến nay, nó vẫn chưa phổ biến, không giống như mì ống ngon tuyệt. Nếu bạn thậm chí muốn thử phong cách mì ống, hãy đảm bảo rằng bạn sống vào giữa thế kỷ 18. Có một bộ tóc giả cực kỳ khoa trương cao như tòa nhà Empire State được trang trí bằng một chiếc mũ nhỏ xíu và đừng quên một chiếc lông vũ trên đầu. Mang tất sáng màu, tốt nhất là có sọc. Mặc quần càng chật càng tốt. Lý tưởng nhất là chúng nên giống như quần legging. Nhưng hãy nhớ rằng hồi đó chưa có vải lycra để làm cho mọi thứ thêm bóng bẩy. Hãy thêm một chiếc gậy chống và cử chỉ tinh tế. Suýt nữa quên mất, hãy sẵn sàng để bị chế giễu về phong cách tinh tế của bạn trong vài thập kỷ, hoặc thậm chí nhiều thế kỷ tới. Tudor England có một số xu hướng thời trang mà mọi người không bao giờ hiểu được. Ngày nay, một số người bỏ ra hàng nghìn đô la để có được nụ cười trắng sáng và hoàn hảo. Nhưng vào thời Tudor England, phụ nữ cố tình nhuộm đen răng để tỏ ra giàu có. Đường rất đắt và khó tìm, và rất ít người có thể mua được chúng. Người ta tin rằng càng ăn nhiều đường thì răng càng đen, đó là dấu hiệu rõ ràng của sự giàu có. Các nhà sử học tin rằng mật ong đôi khi được dùng làm kem đánh răng. Nếu bạn cho rằng chỉ hàm răng đen thôi là chưa đủ để cảm thấy giống một Tudor thực thụ, hãy thử chơi trò khoa trương. Nhưng có thể bạn sẽ cảm thấy giống một con gấu bông hơn chứ không phải giống nữ hoàng nước Anh. Trở lại thế kỷ 16, cả nam và nữ đều sử dụng đủ thứ để nhét vào tay áo. Đó có thể là cotton, len, mùn cưa, vân vân, tất nữa. Họ đã cố gắng hết sức để làm nổi bật cánh tay của mình để trông mạnh mẽ và cường tráng. Bạn nhồi tay áo càng to, bạn càng có vẻ mạnh mẽ hơn. Một số người đàn ông sẽ độn vùng xung quanh bắp chân và thậm chí cả bụng để trông cơ bắp hơn. Bây giờ hãy thêm một chiếc diềm xếp nếp quanh cổ của bạn, kèm một chiếc áo nịt ngực bằng kim loại để giữ được hình dáng hoàn hảo. Và voilà, bạn chính là một Tudor đích thực. Ở Hoa Kỳ thế kỷ 19, arsen chủ yếu được sử dụng cho mục đích thẩm mỹ. Các nhà sản xuất sẽ thêm nó vào bánh xốp, hứa hẹn rằng sản phẩm của họ sẽ giúp loại bỏ mọi khuyết điểm trên khuôn mặt. Lượng arsen được thêm vào đã giúp làm sạch da và khiến da nhợt nhạt hơn. Nhưng ngày nay, rau và trái cây có vẻ là một lựa chọn tốt hơn. Kem phóng xạ nghe có vẻ không hề điên rồ chút nào vào đầu thế kỷ 20. Sản phẩm dầu radi này được cho là có thể xóa sạch mọi nếp nhăn của bạn và khiến bất kỳ ai sử dụng nó trẻ ra ít nhất 20 tuổi. Hãy tưởng tượng bạn là một nhà khảo cổ học đang đi nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha. Những ngày này tràn ngập cái nắng, những quả đào thơm ngon và sự thư thái. Đó là cho đến khi những người hàng xóm của bạn quyết định muốn xây một bể bơi ở sân sau của họ. Một buổi sáng nọ, bạn thức dậy và thấy mọi người đang trò chuyện quá ồn ào. Họ có vẻ hào hứng điều gì đó nên bạn hãy đi kiểm tra. Hóa ra những người hàng xóm ở kỳ nghỉ của bạn đã đào một cái hố đủ sâu và tìm thấy một tàn tích trông giống như nơi an nghỉ cuối cùng của người La Mã cổ đại. Tâm hồn khảo cổ học bên trong bạn quên mất bạn đang đi nghỉ dưỡng và đi thẳng vào công việc. Và tin tôi đi, bạn đã tìm thấy vàng. À, không phải theo nghĩa đen mà là đại loại như thế. Bên trong tàn tích La Mã có một cái lọ thạch anh. Các nhà khảo cổ trước bạn đã tìm thấy những hiện vật tương tự. Thứ mà chưa ai từng tìm thấy trước đây là một chiếc bình đựng nước hoa bên trong. Cho đến nay, các nhà khoa học chưa bao giờ có bằng chứng rõ ràng về quá khứ xa xôi có mùi như thế nào. Chúng ta biết rằng chanh và hoa hồng là những nốt hương phổ biến ngày nay. Nhưng tổ tiên của chúng ta thích dùng gì để khiến mình thơm hơn?
Phát hiện gây sốc mà bạn tình cờ gặp phải cho thấy người làm Ác cổ đại đã sử dụng hoác hương làm nước hoa. Bạn biết đấy, chính là loại cây xạ hương mà mọi người yêu thích hoặc cực kỳ ghét. Chúng là một. Những người La Mã này có lẽ là những người rất giàu có vì hoác hương chỉ được tìm thấy ở Ấn Độ vào khoảng thời gian đó. Và những chiếc bình thạch anh được coi là một món đồ trang trí sang trọng. Chúng ta đang nói về thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Đúng vậy, cách đây rất lâu rồi. Giai đoạn lịch sử khi đế chế La Mã đã mở rộng rất nhiều và Pompeii đã bị phá hủy bởi vụ phun trào của núi Vesuvius. Điều này có thể không xảy ra với bạn ngoài đời thực, nhưng một câu chuyện tương tự đã xảy ra với nhà khảo cổ học Juan Manuel Roman. Cư dân từ một thị trấn nhỏ tên là Carmona đã gọi anh đến để điều tra khi họ gặp phải một cổ vật La Mã khi đang đào đất nhằm xây một hồ bơi. Các nhà nghiên cứu biết rằng người La Mã rất đam mê nước hoa. Họ là nền văn minh đầu tiên khiến cho nước hoa có dạng lỏng như ngày nay. Trước họ, các ghi chép cho thấy nền văn minh Ai Cập cũng sử dụng mùi hương khá nhiều, nhưng họ dùng nó theo cách khác. Đối với người Ai Cập cổ đại, mùi hương có dạng hương trầm. Họ sẽ đốt mộc dược, nhũ hương và các loại thảo mộc khác nhau trong các nghi lễ tôn giáo. Sau đó, sau khi các giai cấp thống trị bắt đầu dân chủ hóa hoạt động này đối với người dân, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Dân thường sử dụng tinh dầu để làm thơm phòng tắm của họ, và họ làm thế chỉ vì thấy thích mà thôi. Bạn còn nhớ Cleopatra phải không? Nữ hoàng xinh đẹp và quyền lực của Ai Cập. Có một đoạn văn của Shakespeare kể rằng bà đến để chào đón Mark Antony, người chồng tương lai của mình, trên một chiếc thuyền có cánh buồm thơm. Như bạn có thể tưởng tượng, hồi đó tinh dầu rất đắt tiền. Chà, ngày nay chúng vẫn còn khá đắt. Nhưng vào năm 50 trước Công Nguyên, đây là một mặt hàng hiếm. Vì vậy, để ai đó đắm mình trong những cánh buồm này, người đó chỉ có thể là Cleopatra. Tôi có một sự thật thú vị đây. Tinh dầu theo đúng nghĩa đen là tinh chất của thực vật, thảo mộc và hoa. Chúng có nồng độ cao và thu được sau quá trình chưng cất kỹ lưỡng. Chúng đắt tiền vì để tạo ra một vài ounce dầu, bạn cần một pound thực vật, thảo mộc hoặc hoa để chưng cất. Hiện nay, nhiều người trong chúng ta có thể dựa vào năm giác quan trong suốt cuộc đời. Và ngay cả khi chúng ta có xu hướng nghĩ rằng thị giác là một trong những giác quan quan trọng nhất, thì khứu giác vẫn có một chút ngạc nhiên. Bạn đã bao giờ đi ngang qua ai đó, ngửi mùi nước hoa của họ và hoàn toàn bị đưa về quá khứ chưa? Có thể đó là nhà bà của bạn hoặc là người yêu cũ. Mùi hương có khả năng khiến chúng ta du hành thời gian một cách đầy cảm xúc. Điều này được gọi là liên kết khứu giác. Bạn thấy đấy, các loại thông tin cảm giác khác như thị giác, xúc giác và thính giác phải đi qua đồi não trước khi chúng đến não của chúng ta. Nhưng mùi đi trực tiếp từ mũi đến hệ viền là phần não kết nối với cảm xúc, khả năng sáng tạo và trí nhớ. Về mặt tiến hóa, ý nghĩa của mùi thực sự quan trọng đối với những người săn bắn hái lượm khi tìm thức ăn, đặc biệt là trái cây. Hãy tưởng tượng bạn là người tiền sử đang đi dạo bên cây xoài. Nếu mùi của chúng lan khắp khu rừng thì bạn biết đã đến lúc phải ăn nó. Bây giờ, chúng ta hãy lần theo dấu vết lịch sử và xem các thời kỳ khác nhau có mùi như thế nào nhé. Người ta phát hiện ra rằng La Mã cổ đại có mùi giống như hoác hương, hoặc ít nhất một phần trong đó có mùi như vậy. Nhưng nếu chúng ta tua nhanh thời gian và đến những năm đầu của thành phố New York, mùi hương sẽ thay đổi hoàn toàn. Vào khoảng thế kỷ thứ 18, thế kỷ đã diễn ra cái gọi là cách mạng công nghiệp. Đó là khi con người trở thành chuyên gia chế tạo những cỗ máy tự động hóa rất nhiều công việc cho chúng ta. Không còn phải dựa hoàn toàn vào nông nghiệp, nhân loại bắt đầu ngày càng phát triển. Vì thế các thành phố cũng ngày càng mọc lên nhiều hơn. Và đương nhiên chúng sẽ không thơm cho lắm. Các tài liệu về thành phố New York những ngày đầu nói rằng thị trấn này giống như một nơi ngoài trời thùng rác để dưới nắng quá lâu. Mọi người vứt rác ra đường và việc thị trấn không có hệ thống thoát nước phù hợp cũng chẳng giúp ích gì hơn. Rõ ràng là thành phố New York khi ấy rất bốc mùi. Nhưng thời đó, người ta chưa có máy khuếch tán hương thơm hay bình xịt tinh dầu. Họ phải đối mặt với điều này. Cũng dễ hiểu vì sao khi nước hoa xuất hiện, người ta lại phấn khởi muốn giấu đi cái mùi kinh khủng của nơi này. Nhưng đó không phải là tất cả. Mùi hôi bắt đầu liên quan đến bệnh. Tại Pháp, các nhà khoa học và bác sĩ vô cùng lo lắng rằng người dân sẽ bị bệnh khi hít phải không khí có mùi hôi ở thành phố. Vì vậy, người ta bắt đầu tin rằng nước hoa là cách để bảo vệ con người khỏi mùi hôi của khu đô thị. Tuy nhiên, chỉ những người giàu mới có thể mua được nước hoa. Theo câu chuyện này, dưới thời trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, mọi nơi công cộng đều phải xức nước hoa vì nữ hoàng không thể chịu được mùi hôi. Ban đầu, hầu hết các loại nước hoa đều được làm bằng cách tự nhiên, trộn tinh dầu với chất lỏng vận chuyển. Một trong những loại nước hoa đầu tiên được sản xuất của một thợ cắt tóc người Ý ở thành phố Cologne của Đức. Và vâng, đó là lý do tại sao nó được gọi là Eau de Cologne cho đến ngày nay.
Nhân tiện, nước hoa của anh chàng này có nghĩa là thứ nước đáng ngưỡng mộ, đã được Napoleon vĩ đại và là loại nước hoa được sản xuất liên tục trên thế giới. Khi thời gian trôi qua và quá trình sản xuất tiếp tục phát triển, thương hiệu Chanel đã cho ra đời một kiểu sản xuất mới. Họ là thương hiệu đầu tiên sử dụng chất liệu tổng hợp để tạo ra loại nước hoa nổi tiếng thế giới, Chanel No. 5. Ngày nay, các công ty nước hoa chịu trách nhiệm cho một ngành công nghiệp trị giá hàng triệu đô la. Nó vẫn là một mặt hàng xa xỉ vì nguồn gốc của nó từ thời La Mã đã cho chúng ta thấy. Nhưng mỗi nhãn hiệu và loại nước hoa đều có những hứa hẹn đặc biệt riêng. Bạn thấy đấy, một số loại nước hoa có thể khiến bạn thấy mạnh mẽ hơn, trong khi những loại khác có thể mang tới cho bạn một đêm lãng mạn với người mình yêu. Chắc chắn là có một số hoạt động tiếp thị liên quan đến vấn đề này, nhưng cơ sở cho các giả định này mang tính khoa học và nó được gọi là liệu pháp mùi hương. Tác động cảm xúc của mùi hương lên cơ thể chúng ta có liên quan đến khoa học mà chúng ta đã giải thích trước đó, nhớ không? Mùi đi thẳng vào hệ thống limbic của chúng ta, đây là phần não điều khiển cảm xúc. Và chúng ta có thể theo dõi các phương pháp trị liệu bằng hương thơm từ thời cổ đại. Có lẽ còn hơn cả ngày nay, mùi hương còn được sử dụng làm thuốc. Nước hoa và tinh dầu được đựng trong những chiếc nhẫn nạm đá quý và dây chuyền mà người cầm có thể dễ dàng đưa lên mũi bất cứ khi nào họ muốn. Ngày nay, một số loại nước hoa có thương hiệu đã chuyển sang lĩnh vực liệu pháp hương thơm của việc chế tạo nước hoa và đã tạo ra những mùi hương mà họ cho là giúp bạn hạnh phúc hơn và tràn đầy năng lượng. Nếu bạn đã từng thấy sự khác biệt trong tâm trạng của mình khi ngửi thấy mùi hoa hồng hoặc thậm chí sử dụng nước hoa thì hãy kể cho chúng tôi biết nhé. Sáng rồi, dậy thôi, lại một ngày nữa ở thời kỳ Victoria. Hãy gặp Daphne, một người London điển hình ở thế kỷ 19. Cô ấy và chồng John là người dân thường ở thời Victoria. Bất chấp những lời đồn phổ biến ở thế kỷ 21, họ đã không kết hôn sớm. Thực chất, vào thời đó, ít người kết hôn ở độ tuổi dưới 22. Việc ra khỏi giường sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu trong nhà không quá lạnh. Daphne và John không khá giả cho lắm, vì vậy họ không sắm được hệ thống sưởi trung tâm phong cách Victoria, đó là lò sưởi đốt than cộng với lưới sắt. Tuy nhiên, ngay cả tầng lớp giàu có hơn, những người có hệ thống sưởi cũng không hay bật nó vì hệ thống sưởi rất đắt đỏ. Vì vậy, thứ duy nhất bảo vệ Daphne và người dân thời Victoria trước cái lạnh giá buốt là một tấm thảm cũ. Phải, bạn không muốn bước chân trần trên sàn đâu. Trên hết, do hoàn toàn không có hệ thông gió trong phòng, nên không khí trong các ngôi nhà thời Victoria khá ngột ngạt. Vì vậy, các bác sĩ khuyên nên mở cửa sổ qua đêm để mùi khó chịu bay đi. Daphne thường thức dậy một mình vì chồng của cô là công nhân ở nhà máy và anh cần đi làm đúng giờ. Vì mục đích đó, anh ấy sử dụng dịch vụ người gõ cửa. Những người này đi vòng vòng trên đường vào sáng sớm và gõ nhẹ vào căn ô cửa sổ. Đây là một phương pháp thay thế khá tiết kiệm cho đồng hồ. Để có một khởi đầu sảng khoái trong phòng tắm đứng tạm thời, Daphne cần một cái bát, một cái xô, một mảnh vải và một ít xà bông. Thành phần chính là một bình nước nóng giúp buổi sáng của Daphne bớt căng thẳng. Ngoài ra, xà phòng thời Victoria sẽ không lên bọt trong nước lạnh. Một mẹo hay đây, hãy tắm từng bộ phận trên cơ thể, như vậy sẽ dễ và ấm hơn. Hồi đó chắc chắn là chưa có tiệm làm móng, nhưng ngay cả khi đã có thì các tiệm này cũng không phổ biến đối với phụ nữ thuộc tầng lớp lao động. Vì móng tay màu hồng phấn và làn da mềm mại là dấu hiệu của sự lười biếng, và điều này không có gì hay ho. Ngược lại, các cô gái quý tộc thời Victoria có những quy tắc nhất định đối với móng tay, không có đốm hoặc sọc. Móng tay phải có hình bầu dục và không được phép sơn màu. Trong khi các quý cô sử dụng chanh để tránh tàn nhang trên tay, thì phụ nữ thuộc tầng lớp lao động như Daphne lại chọn mỡ lợn để làm mềm da. Daphne và nhiều phụ nữ dưới thời Victoria làm việc tại nhà. Không, cô ấy không có hàng chục cuộc gọi Zoom mỗi ngày. Cô may vá rất giỏi nên có thể mặc đồ ngủ làm việc tại nhà giống như nhiều người ngày nay. Không giống như vợ mình, John làm việc theo ca 16 tiếng tại một nhà máy, và điều đó rất bình thường ở thời đại Victoria. Nhưng nếu là luật sư, anh ấy sẽ làm việc ít hơn, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các quý ông thượng lưu thường làm việc từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Không có điện thoại thông minh, John không thể gọi Uber, vì vậy anh ấy phải đi bộ 6,5 km cả lượt đi lẫn lượt về. Dù không có taxi, nhưng có xe ngựa kéo.
Tuy nhiên, hành trình như vậy có thể gây đau cho mọi người do thiếu hệ thống treo. Chỗ ngồi nhỏ và không thoải mái. Ngoài ra, còn có xe buýt ngựa kéo. Nhưng hành khách phàn nàn rằng mỗi khi con ngựa khựng lại, họ có thể bị hất xuống đường. Này, bạn có bỏ qua bữa sáng hay vội vớ tạm gì đó để lót dạ trước khi đi làm giống như John không? Nếu vậy, đó là điểm chung của bạn với những người lao động ở thời Victoria. Bữa sáng thường phụ thuộc vào địa điểm làm việc của họ. Nếu có thể đi bộ đến chỗ làm, họ có thể cùng ăn bữa sáng nóng hổi thân mật cùng gia đình. Nếu không, họ chỉ ăn đại khái qua loa. Chúng ta hãy làm một bài kiểm tra ngắn về bữa sáng kiểu Victoria điển hình của tầng lớp lao động nhé. A. Bánh mì nướng với trái bơ với sinh tố. B. Bánh sừng bò và cà phê cappuccino. C. Bánh mì và thức uống làm từ lúa mạch có bọt. Đúng, đó là bánh mì hoặc đôi khi là cháo, tùy thuộc vào từng vùng ở Anh, và thức uống lúa mạch hay còn được gọi là bia chứa nhiều vitamin thiết yếu cho một ngày làm việc vất vả. Hơn nữa, bạn cũng chẳng mất công nấu nướng, nó giống như thức ăn nhanh kiểu Victoria vậy. Tuy nhiên, nhiều người thích trà hơn. Thêm vào đó, cà phê và cacao cũng dần trở nên phổ biến. Trên đường đi làm, John bị một chiếc xe ngựa làm nước bắn đầy lên người. Anh ấy nghĩ, à, mình sẽ đi thay đồ. Chẳng gì tuyệt hơn khi được mặc áo sơ mi sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước xả vải hương hoa. Đùa thôi, không có nước xả hương hoa gì đâu. Vợ anh, Daphne, cũng chưa bao giờ nghe nói về máy giặt hay nước xả vải. Và hồi đó chẳng ai thích giặt giũ cả. Lý do chính khiến mọi người không thích nó là vì công việc đơn giản này có thể mất tới 3 ngày để hoàn thành. Ai rủng rỉnh túi chắc chắn sẽ thuê người khác lo chuyện giặt là. Vấn đề số 1, không có nước nóng trong nhà. Vấn đề thứ 2, mỗi khi người ta đun nước nóng để giặt đồ, việc đó sẽ cản trở hoạt động nấu nướng trong nhà vì sẽ không còn chỗ trống trong nhà bếp. Công việc giặt giũ luôn bắt đầu bằng việc kiểm tra quần áo, xem có lỗ ở đâu để vá lại trước khi giặt mạnh. Sau đó, họ sẽ ngâm quần áo, thường là vào thứ bảy. Quá trình này có thể tốn nhiều thời gian vì một số chất như bùn có thể dễ dàng hòa tan trong nước. John may mắn, nhưng những chất khác lại khó tan hơn. Chất tẩy vết bẩn duy nhất có sẵn là bột giặt. Đến sáng thứ hai, quần áo đã được ngâm kỹ và có thể giặt được. Một số người dùng xà phòng bôi lên những chỗ tập trung cáu bẩn, chẳng hạn như cổ áo, nhưng xà phòng khá đắt đỏ. Tiếp đến là đập bằng thanh gỗ, vắt và phơi khô cả mẻ. Sớm nhất thì quần áo sẽ khô và dùng được vào thứ ba. Quy trình này áp dụng cho vải bông, nhưng mọi thứ trở nên khó khăn hơn với len. Và hãy tưởng tượng, hồi đó bạn có những bộ quần áo tinh tế, chẳng hạn như áo nịt ngực. Nhưng tiện, áo nịt bó sát không phổ biến ở thời đại Victoria. Phải, một số người ở thời đó cho rằng họ chỉ có thể đạt được vòng eo con kiến khi mặc áo nịt bó sát thường xuyên. Và phụ nữ không mặc những chiếc áo này để thể hiện phong cách. Các bác sĩ thời Victoria tin rằng áo nịt có thể giúp chỉnh đốn tư thế chuẩn và giúp duy trì các cơ quan nội tạng ở đúng vị trí. Daphne không phải là một tín đồ cuồng áo nịt, nhưng cô ấy có thể may cho bạn một chiếc. Vào thời Victoria, màu sắc của quần áo đôi khi phụ thuộc vào việc giặt giũ. Mấu chốt là việc luộc và tẩy vết bẩn hiệu quả hơn trên quần áo trắng so với các màu sáng khác. Vì vậy, các cô thiếu nữ tinh nghịch hay mặc đồ trắng cho dễ giặt. Càng lớn lên, họ càng mặc đồ đậm màu hơn. Sự thật thú vị, màu hồng như một phiên bản nhạt hơn của màu đỏ được coi là một sắc thái mạnh mẽ và nam tính dành cho các bé trai. Thay vào đó, các bé gái thích màu xanh dương hơn. Khoảng những năm 1940, tình thế đã thay đổi và màu hồng bắt đầu gắn liền với các bé gái. Daphne cũng thường may những bộ đồ màu hồng và xanh dương và kiếm được khoảng 10 xi-linh mỗi tuần giống như những cô thợ may khác. Với số tiền này, Daphne dư sức chi trả tiền thuê nhà hàng tuần là 6 xi-linh. Với số tiền còn lại, cô dùng để mua thực phẩm hay các nhu yếu phẩm khác. Với 1 xi-linh, cô ấy có thể mua lượng trà đủ dùng cho một tuần. 5 ổ bánh mì có giá khoảng 12 pence, hay còn gọi là 1 xi-linh. Tin tốt cho những người ăn chay đây. Với 12 pence, bạn có thể mua được khoảng 8 kg rau củ. Một bao than cũng có giá khoảng 1 xi-linh. Giờ bạn đã hiểu tại sao Daphne và John không có lò sưởi. Họ không muốn đốt tiền của mình theo đúng nghĩa đen. Ngoài ra,
Với một xi-lin, John có thể mua một bộ quần áo mới, phòng trường hợp anh không thể giặt sạch quần áo cũ sau khi bị xe ngựa làm bắn nước lên người. Quay trở lại cơ sở vật chất, còn nhà vệ sinh thì sao? Chà, nhà vệ sinh công cộng đầu tiên ở Anh được mở cửa vào năm 1851. Chúng thậm chí còn được trưng bày tại triển lãm lớn vào năm đó. Bồn cầu thời Victoria thường có đường ống uốn cong chữ S. Mục đích của chúng là ngăn chặn mùi hôi, vì người ta cho rằng mùi hôi gây nguy hiểm tới sức khỏe, chứ chưa nói đến sự khó chịu cho mũi. Nhưng bồn cầu kiểu ấy là một thứ xa xỉ. Căn hộ bình thường và nhà ở nông thôn có bồn cầu không thoải mái bằng. Xin lỗi, Daphne không tiết lộ cô ấy có loại bồn cầu nào. Vào buổi tối, tất nhiên là không có tivi, cũng chẳng có đèn. Ngay khi trời tối, việc thức là vô nghĩa. Nếu có thức, cũng chỉ tốn thêm tiền vì nến và dầu cho đèn không hề rẻ. Daphne đã hoàn thiện một chiếc váy nữa vào buổi chiều, nên đốt nến cũng chẳng để làm gì. Chúc ngủ ngon! Bác sĩ thời Ai Cập cổ đại mang theo băng, dụng cụ, thuốc men và bánh mì mốc trong túi. Đó là cách hồi đó họ ăn bánh mì sao? Không đâu, người Ai Cập phát hiện ra bánh mì mốc làm được những việc khá hay. Nó đóng vai trò như một miếng băng cá nhân khi băng bó vết thương và giúp ngăn ngừa sự nhiễm trùng. Hay là thêm ít mù tạt và sốt mayo nhỉ? Người Ai Cập có thể là những người đầu tiên đi biển. Họ đóng tàu bằng lau sậy, gỗ, giấy cói và có sự hỗ trợ của cả một đội chèo thuyền. Sẽ khó khăn cho các tay chèo nếu ngày đó thuyền trưởng muốn đi trượt nước, tôi đùa thôi. Sông Nil về cơ bản là một đường cao tốc khổng lồ. Vì vậy, người Ai Cập đã chế tạo ra những con thuyền có thể đi xuôi và ngược dòng sông, chở vật liệu xây dựng, thực phẩm và gia vị. Kim tự tháp đã nhiều năm tuổi rồi. Kim tự tháp đầu tiên được xây dựng khoảng 4.000 năm trước. Đại kim tự tháp là công trình lớn nhất do người Ai Cập xây dựng, nhưng nó chưa phải là kim tự tháp lớn nhất từ trước đến nay đâu. Kim tự tháp ở Cholula, Mexico lớn hơn rất nhiều. Các nhà nghiên cứu cho rằng người Ai Cập là những người đầu tiên trang điểm. Việc này đã được cả nam và nữ áp dụng luôn nhé. Nhưng không chỉ để trông đẹp hơn, bột và kem của họ giúp bảo vệ làn da khỏi gió sa mạc và cháy nắng nữa. Nhưng tóc lại là một vấn đề khác. Họ không có dầu gội, dầu xả hay bất cứ thứ gì. Nếu tóc quá bẩn, họ sẽ cạo sạch, tiết kiệm thời gian chuẩn bị trước khi làm việc vào buổi sáng. Người Ai Cập giàu có tắm 2 lần một ngày. Họ cũng phát minh ra nước hoa, kem đánh răng và bạc hà để giúp hơi thở thơm mát nữa. Những người nghèo hơn không có mấy thứ xa xỉ đó, nên họ gặp những vấn đề nghiêm trọng về răng miệng. Hễ gió nổi lên, cát bay khắp nơi và thường bay vào thức ăn. Hãy tưởng tượng việc nhai với một cái miệng đầy cát đi. Không, cảm ơn. Người Ai Cập ngủ trên gối đá. Vải và lụa là chốn yêu thích của côn trùng. Nếu gối đầu trên gối đá, chúng sẽ để bạn yên. Người Ai Cập cũng bị ám ảnh bởi mèo nữa. Giống như một số người chúng ta vậy. Họ cũng là người nghĩ ra trò board game đầu tiên. Nó được gọi là Senet và đã được hơn 5.000 năm tuổi rồi. Người Ai Cập cổ đại ngủ trên ghế đá, còn người châu Âu thời Trung Cổ ngủ trong tủ gỗ. Những chiếc tủ đó giữ cho họ được ấm, đồng nghĩa với một khoản tiết kiệm lớn cho việc sưởi ấm. Người Ai Cập không phát minh ra mọi thứ. Bạn biết vì sao việc ném muối qua vai được cho là để cầu may mắn không? Điều này bắt nguồn từ người Assyria cổ đại. Họ đã truyền nó cho người Ai Cập. Người Ai Cập truyền cho người La Mã và Hy Lạp. Chúng ta đã quăng muối kể từ đó. Ở La Mã cổ đại, theo luật, chỉ có hoàng đế mới được mặc áo choàng tím. Thuốc nhuộm màu tím được làm từ động vật có vỏ và đắt hơn vàng. Phải mất 10.000 con mới nhuộm được một tấm áo. Những người La Mã đó đã đưa sự mê tín lên một tầm cao mới. Họ là những người khơi mào cho toàn bộ những gì liên quan đến người thuận tay trái. Nhưng việc gì ra việc đó, thể thao vẫn được yêu thích như thường. Và họ cực kỳ yêu mến các đấu sĩ, thậm chí nhiều hơn chúng ta yêu các ngôi sao Hollywood hay cầu thủ NBA. Mồ hôi của đấu sĩ cực kỳ phổ biến với người hâm mộ. Nó được bán như một loại mỹ phẩm đựng trong những chai nhỏ đặc biệt. Họ nghĩ nhỏ một vài giọt lên người sẽ giúp họ hấp dẫn hơn. Chỉ có những người lái xe ngựa mới ngầu hơn đấu sĩ. Một tay đua cừ khôi cả đời có thể kiếm được 15 tỷ đô. Họ là những vận động viên giàu nhất trong lịch sử. Các cuộc đua được tổ chức tại rạp siếc Maximus, nơi có thể chứa 150.000 người hâm mộ, và đó là chưa tính những người không ngại đứng. Ngựa không phải là loài động vật duy nhất mà họ sử dụng vào thời đó. Khi người Hy Lạp và La Mã tranh cãi với những người hàng xóm cưỡi voi, họ đã dùng những con lợn ồn ào để đuổi người đó đi. Người Hy Lạp coi trọng chó và sẽ làm mọi cách để bảo vệ chúng. Họ thậm chí còn phát minh ra chiếc vòng cổ có gai mà mọi người thường đeo ngày nay.
Những chiếc vòng đó không chỉ để trang trí mà còn được dùng để bảo vệ những chú chó chăn cừu quý giá khỏi sự tấn công lén lút của chó sói. Người Hy Lạp phát minh ra triết học, hệ thống sưởi trung tâm và đồng hồ báo thức. Một nhà địa lý người Hy Lạp thậm chí còn viết cuốn sách hướng dẫn du lịch đầu tiên nữa. Có thể họ cũng đã nghĩ ra việc bắt tay và rõ ràng họ cũng là người yêu chó. Ngoài ra, họ còn có thế vận hội Olympic. Họ làm tất cả mọi thứ trên đời rồi. Nếu bạn có cỗ máy thời gian cất trên gác máy và quyết định thực hiện chuyến đi đến thời Trung Cổ, hãy nhớ đem theo thật nhiều cúc áo nhé. Mọi người khoe những chiếc cúc áo của họ như chúng ta khoe iPhone mới vậy. Vua Francis đệ nhất của Pháp đeo khoảng 14.000 chiếc cúc áo trên người cơ đấy. Bạn muốn trông sành điệu vào thế kỷ thứ 19 ư? Vậy thì hãy mang theo một quả dứa đi khắp nơi nhé. Ở Anh, dứa đắt đến nỗi nếu bạn không thể mua mà chỉ có thể thuê một quả. Một quả dứa ngon ngọt lúc đó có giá khoảng 8.000 đô la ngày nay. Thật may là dứa không phổ biến với cư dân trên đảo Giáp. Họ không dùng tiền xu hay tiền giấy mà sử dụng những bánh xe bằng đá khổng lồ có lỗ ở giữa. Những bánh xe lớn nhất cao bằng một người lớn. Này, sẽ thế nào nếu cần trả lại tiền nhỉ? Bóng đá hiện đại bắt nguồn từ Anh, nhưng không phải lúc nào môn thể thao này cũng giống ngày nay. Lúc đầu luật lệ có khác một chút, bạn có thể chạm bóng bằng bất cứ thứ gì. Tay, chân, đầu, ghế. Nhà vua nghĩ điều đó thật buồn cười nên đã cấm tất cả. Ông đã thay chúng bằng trò bắn cung. Đúng vậy, mỗi chủ nhật đàn ông dành hàng giờ để chĩa mũi tên vào mục tiêu. Một cung thủ giỏi cũng nổi tiếng như cầu thủ bóng đá ngày nay vậy. Thời Trung Cổ không chỉ là về những môn thể thao kỳ lạ mà còn về thời trang. Đúng vậy, vào thời đó vầng trán cao được coi là tiêu chuẩn vàng của một người phụ nữ giàu có. Còn đàn ông thì sao? Chà, đây là đôi giày thời trang nhất thời Trung Cổ, giày Krakow. Họ phải dùng rơm hoặc rẻ nhét hai đầu để giữ cho dáng không bị rũ xuống. Vài trăm năm sau, tất cả là về bộ ria mép, đặc biệt là đối với cánh mày râu. Để giữ được dáng râu phong cách, đàn ông đã sử dụng sáp. Và khi một quý ông uống trà, sáp sẽ chảy ra, nhỏ vào tách và làm hỏng hương vị. Nhưng quan trọng nhất là bộ ria mép bị rúm lại. Rồi một ai đó có quá nhiều thời gian rảnh đã phát minh ra loại tách trà mới. Nó giữ cho bộ ria mép sạch sẽ, khô ráo và thật sang trọng. Trở lại với thể thao. Sau khoảng 1.500 năm tạm nghỉ, Thế vận hội Olympic đã trở lại. 17 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới đã đua marathon. Nhưng một người chăn cừu Hy Lạp đã giành được huy chương vàng. Anh không có giày chạy nên một số bạn bè trong làng đã chung tay để mua cho anh một đôi. Một môn thể thao không có trong Thế vận hội là đấu vật bạch tuộc. Đó là một trò nổi tiếng ở Mỹ trong những năm 60. Bạn muốn tham gia để kiếm tiền sao? Dễ thôi, hãy lội xuống vùng nước nông, tìm một con bạch tuộc và đánh bại nó. Bạn chỉ thắng khi kéo được con vật lên khỏi mặt nước. Kỷ lục là một con bạch tuộc nặng những 27 kg. Họ đã phải dừng lại khi con bạch tuộc trở nên, bạn biết đấy, cực kỳ bám dính. Bạn nghĩ người cổ đại không học nhiều sao? Trường đại học đầu tiên là ở Ấn Độ, cách đây gần 3.000 năm. Nó có khoảng 10.000 sinh viên và 60 môn học. Nông nghiệp, bắn cung, triết học, thiên văn, khiêu vũ, hay nhỉ? Mọi người đã từng học rất vui vẻ. Vào thời đó, một chiếc ban công dễ thương ở vị trí đẹp không phải lúc nào cũng phổ biến. Rất nhiều người đã từng sống dưới lòng đất. Thành phố ngầm ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay có khoảng 20.000 dân. Nhà cửa, chuồng trại, nhà kho, đường phố, thậm chí cả một quán cà phê thời thượng nữa. Tôi đùa thôi, nhưng mọi thứ đã thực sự ở dưới lòng đất đấy. Những người ở đó hẳn rất xanh xao nhỉ. Và bây giờ là một vài thứ đầu tiên. Khoảng 100 năm trước, một cảnh sát ở thị trấn Paddock Wood của Anh đã ngồi ăn trưa. Ôi, đó có phải là một chiếc xe ngựa không? Thứ gì đó ồn ào đang chạy trên con phố yên tĩnh với tốc độ rất lớn là 13 km/h. Vượt quá tốc độ giới hạn 10 km/h rồi. Đó chính là vé phạt tốc độ đầu tiên. Anne Hodge đã đi vào lịch sử mà không cần đứng dậy khỏi ghế sofa. Năm 1954, một thiên thạch đã đâm xuyên qua mái nhà của cô. Anne là người đầu tiên bị thiên thạch đâm vào. Điều này giống như xác suất trúng giải độc đắc xổ số 2 tuần liên tiếp vậy. Không biết hôm đó cô có mua vé số không nhỉ? Thêm một sự thật về khủng long đây. Chúng ta thường nghĩ tất cả các loài khủng long đều sống cùng một thời điểm. Không đúng đâu. Hãy tưởng tượng, bạn khủng long vây kiếm và khủng long bạo chúa là anh chị em. Khủng long vây kiếm sẽ 15 tuổi, khủng long bạo chúa sẽ 7 tuổi và bạn vừa mới có sinh nhật 1 tuổi. Vì vậy, bạn và khủng long bạo chúa gần bằng tuổi nhau hơn. Đã đến lúc khoe kiến thức mới với bạn bè rồi. Trừ khi họ cũng xem video này. Bye bye! Ở Ai Cập cổ đại, người ta đeo những chiếc vòng tay nặng, cỡ bánh donut, khuyên tai, chuỗi hạt khổng lồ, vòng cổ thì chói lóa với bao nhiêu là cườm và đá quý.
họ có ngã vì phần trên quá nặng không? Cũng không biết nữa. Họ cũng phát minh ra tóc giả. Có lẽ một số người Ai Cập cổ đại không thích việc phải tạo kiểu tóc mỗi buổi sáng. Tôi hiểu cảm giác đó. Chỉ cần cạo chọc đầu, đội tóc giả, đi làm đúng giờ thôi. Một số bộ tóc giả còn có trang sức nữa. Hầu hết quần áo của người Ai Cập được làm bằng vải lanh. Chẳng có gì ngạc nhiên vì ở đó rất nóng. Kể cả chỉ mặc quần áo đơn giản hàng ngày thì vẫn phải đeo đồ trang sức lầm lộn. Dù giàu hay nghèo, vòng cổ lớn là bắt buộc. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý thì vòng cổ phải là vàng, nhưng các kim loại rẻ hơn cũng rất phổ biến. Hãy nhìn kỹ những bức tranh Ai Cập đó, bạn có thấy hình nón kỳ lạ nhô ra trên đầu của mọi người không? Cái nón này được làm bằng hỗn hợp sáp và dầu mà nó dùng để... Khoan đã, tôi có đọc đúng không đấy? Nó được cho là sẽ tan chảy nhờ nhiệt độ cơ thể của bạn và lan tỏa tinh dầu ngọt ngào khắp mọi nơi. Bóng bẩy quá nhở? Cleopatra có kiểu trang điểm mắt đặc trưng và người Ai Cập có lẽ là những người đầu tiên phát minh ra mascara. Họ trộn mật ong, bổ hóng, nước và phần cá sấu vào nhau. Ew! Họ sẽ chuốt hỗn hợp điên rồ này lên lông mi và lông mày. Dù mùi tỏa ra có thể không tuyệt vời nhưng chí ít, nó vẫn an toàn hơn bút kẻ mắt chứa chỉ độc hại mà mọi người từng sử dụng. Tất cả đều tự nhiên. Người Hy Lạp cổ đại đã học hỏi một số mẹo phong cách từ những người láng giềng Ai Cập, nhưng họ mặc quần áo làm từ len. Nóng và dính nhở? Quần áo của họ không đa dạng về màu sắc, chủ yếu là màu trắng. Nhưng nếu có người thực sự muốn lên đồ sặc sỡ, họ phải tự nhuộm bằng côn trùng. Đó không phải chuyện ngày xưa đâu nha. Mỗi khi lấy vài viên kẹo bọc đường, hãy nhớ điều này. Một vài màu của kẹo có thể đến từ bọ cánh cứng đấy. Son môi của bạn cũng vậy. Oh, wow. Nếu tình cờ bạn là một người Hy Lạp cổ đại giàu có, bạn sẽ có thể mua bông. Vâng, là bạn đấy, mặc một chiếc áo thun bằng sợi bông. Xem video này, bạn có thấy ngầu như người Hy Lạp cổ đại quý phái không? Và có thể bạn coi cả mớ giày mà bạn không bao giờ đeo là điều hiển nhiên. Nhưng đối với người Hy Lạp cổ đại, giày là một đặc ân vì họ chủ yếu đi lại bằng chân trần. Giống như người Ai Cập, người Hy Lạp cũng rất mê tóc giả. Tóc giả được làm chủ yếu bằng tóc tự nhiên. Mãi về sau, vào thời Trung Cổ, người dân mới rắc bột lên, cố gắng tạo mùi hoa oải hương hoặc cam cho tóc giả. Và vào thời ấy, người ta chưa phát minh ra xà phòng. Vậy nên, tóc giả rắc bột đã trở nên rất hữu ích khi mọi người cần che đi những mùi khó chịu. Quần áo ở thời La Mã cổ đại khá giống với quần áo ở Hy Lạp. Có hai kiểu trang phục chính, đó là toga và tunic. Tunic được sử dụng bởi tất cả mọi người, trong khi chỉ giới quý tộc mới có thể mặc toga bên ngoài tunic của họ. Trang phục toga cực rộng và có chiều dài lên tới 5,5m. Vì vậy, bạn không thể mặc chúng vào mà không có sự trợ giúp của người khác. Những bộ toga và tunic đó thật đẹp phải không nào? Nếu bạn không phải là kiểu phụ nữ với niềm đam mê rửa bát, thì bạn sẽ thích mặc váy với blow day. Nhiều thế kỷ trước, phụ nữ thường mặc trang phục với ống tay dài đến mức vô lý để thể hiện sự cao quý của mình. Hãy thử tưởng tượng bạn phải lau rửa sàn nhà với cái ống tay dài tới 10 phân quẹt đất. Tuy những ống tay áo này hạn chế chuyển động của bạn, nhưng nó lại cực kỳ thịnh hành ở Pháp và thời Trung Cổ. Hàng trăm năm trước, rất nhiều đàn ông châu Âu đã đi những đôi giày trông thật lố bịch. Đôi giày này có một đặc điểm khá độc đáo, mũi của nó cực dài và cực nhọn. Người càng cao quý thì mũi càng dài. Nhưng nếu mũi quá nhọn thì sẽ bị sệ xuống, nên người ta mới nhồi mấy thứ linh tá linh tinh vào, chẳng hạn như rêu và cá lông ngựa. Chúng trông giống như những chiếc mỏ khổng lồ. Hồi đó, phụ nữ cũng có xu hướng của riêng mình, ví dụ như họ sẽ cạo lông mày. Vào lúc này, trán là đặc điểm khuôn mặt được chú ý nhiều nên phụ nữ muốn làm nổi bật vầng trán của họ. Nước Anh có một số xu hướng thời trang. Ngày nay, mọi người chi ra hàng ngàn đô để có hàm răng trắng sáng. Nhưng vào triều đại Tudor của Anh, những người phụ nữ sẽ cố tình nhuộm răng đen để thể hiện sự giàu có. Hồi đó, đường rất hiếm và chỉ những người giàu nhất mới có thể mua được. Người ta tin rằng bạn càng giàu có và càng ăn nhiều đường thì răng của bạn càng đen. Nếu bạn đã đeo vài chiếc răng đen giả và muốn hóa thân về thời Tudor thì hãy thử diện mạo này. Vào thế kỷ thứ 16, đàn ông và phụ nữ sẽ nhét bông, len, mùn cưa vào ống tay áo. Thật sao? Về cơ bản, nó là một chiếc áo sơ mi cơ bắp giả kiểu cũ,
giống như chiếc áo bạn mua để mặc dưới bộ đồ siêu nhân mà bạn đã may năm ngoái, nhưng chưa có dịp Halloween để mặc ấy. Bạn càng nhồi nhiều vào ống tay áo thì trông bạn càng mạnh mẽ. Một số người đàn ông sẽ độn vùng bắp chân, thậm chí cả bụng, để trông cơ bắp hơn. Bây giờ, hãy đeo một chiếc corset bằng kim loại có diềm xếp vào cổ để giữ chắc bộ quần áo độn này. Và voila, bạn đã là một người thủ đò đích thực. Nếu là một người Venice vào thế kỷ thứ 16, bạn phải kiếm cho mình một đôi chopin. Những đôi giày trông không thoải mái này được tạo ra để đi qua bùn, nhưng lý do thực sự khiến chúng trở nên phổ biến là trang Instagram 500 năm tuổi của người Venice. Đôi giày khiến bạn trông cao hơn, và bạn càng cao thì tầm quan trọng của bạn càng lớn. Các tín đồ thời trang thời đó sẽ thuê người vẽ chân dung của họ khi mang đôi giày này. Chả, làm cho tụi bạn ghen tị ấy mà. Macaroni không chỉ là bạn thân của phô mai, mà còn là một cách ăn mặc, cho thấy bạn thuộc tầng lớp quý tộc. Nếu bạn muốn thử phong cách macaroni, hãy đảm bảo là bạn sống vào giữa thế kỷ 18, có một bộ tóc giả cao bằng toàn nhà Empire State lố bịch với một chiếc mũ nhỏ xíu và cắm một chiếc lông vũ. Mang vớ sáng màu, tốt nhất là có sọc, mặc quần, càng chật càng tốt. Lý tưởng nhất là quần trông giống quần legging, nhưng nhớ là hồi đó chưa có vải lycra nha. Cuối cùng là cầm một cây gậy chống đất. Suýt thì quên, hãy sẵn sàng để bị chế giễu trong một vài thập kỷ sau, hoặc thậm chí nhiều thế kỷ sau nhé. Này, nếu giờ bạn đang ngân nga Yankee Doodle ngay bây giờ, thì bạn hiểu ý tôi đấy. Vào thế kỷ 19, mọi thứ chẳng bớt điên rồ đi chút nào. Những chiếc váy có phần bèo nhún quá khổ rất bí bức và nóng. Và khi nói nóng ở đây, có nghĩa là chúng từng bắt lửa luôn đấy. Các cuộc thử nghiệm đã cho thấy, loại váy đó có thể cháy thành tro trong vòng chưa đầy một phút. Dã man thật. Tất cả được làm bằng aniline, đúng như cái tên, chúng có thể có hại cho bạn. Người ta cũng sử dụng thủy ngân. Mũ được làm từ lông thú và thợ làm mũ sẽ dùng thủy ngân để dính các sợi lông lại với nhau, tạo vải nỉ. Những người đeo mũ sẽ hít phải khí độc. Một thành phần độc hại khác, vì hai thôi là chưa đủ, chính là thạch tín. Vào thời Victoria nước Anh, vải có màu xanh lá cây là nhờ quá trình dài xử lý hóa chất với một số lượng lớn thuốc nhuộm độc hại. Váy màu xanh lá cây cực kỳ đắt đỏ nên ít ra thì không phải ai cũng được chạm vào nó. Để hoàn thiện diện mạo, các nhà tạo mẫu khuyên bạn nên nhuộm màu tóc nâu hạt rẻ, màu hot nhất vào thời đại bấy giờ. Acid sulfuric là hiệu quả nhất và có thể tẩy màu tất cả các chất tóc đen nhất. Vì vậy, nói tóm lại, người ta đã từng cố tình cho chất độc và thuốc độc lên khắp cơ thể. Phụ nữ thời Victoria mặc những chiếc váy khiến họ gần như không thể ngồi hoặc đi lại. Họ mặc váy crinoline cực kỳ nặng, về cơ bản là một chiếc lồng khiến váy phồng hơn, và corset bằng kim loại nhồi lông ngựa. Đàn ông thời Victoria cũng không kém cạnh đâu nha. Họ sẽ kẹp cổ áo bằng hồ bột, không thể uốn cong, vào áo sơ mi, và mọi chuyện có thể trở nên khá nghiêm trọng nếu bạn vô tình ngủ quên khi mặc đồ như vậy. Vào thế kỷ 19 ở Hoa Kỳ, người ta đã dùng thạch tín trong mỹ phẩm. Các nhà sản xuất cho thạch tín vào kem dưỡng da, hứa hẹn sản phẩm của họ sẽ giúp loại bỏ mọi khuyết điểm trên khuôn mặt. Lượng thạch tín mà họ cho vào thực sự đã giúp làm sạch da và làm da nhợt nhạt hơn. Nhưng rau củ và trái cây cũng có tác dụng tương tự mà không đáng sợ như vậy. Kem phóng xạ không phải là điều hoang tưởng vào đầu thế kỷ 20. Sản phẩm dầu radium này được cho là có thể xóa sạch mọi nếp nhăn và khiến người dùng trông trẻ ra ít nhất 20 tuổi. Đây có phải là nguồn gốc của câu hỏi, cô ấy có làn da sáng khỏe không nhỉ? Có lẽ xu hướng thời trang tồi tệ nhất đầu thế kỷ 20 là chân váy hobble. Nó được thiết kế để giữ cho đôi chân của bạn gần như bị buộc vào nhau. Họ nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho chân nhỏ đi. Váy hobble cũng là một cách tuyệt vời để cắt giảm chi phí do dùng đến ít vải hơn. Wow, đúng là thời trang phang tất cả chứ không phải chỉ là thời tiết nữa. Nào, đây là điều đầu tiên, đúng hay sai? Cà rốt giúp nhìn trong bóng tối. Sai. Tuy cà rốt rất giàu vitamin A giúp duy trì thị lực, nhưng nó không giúp bạn nhìn được trong đêm đâu. Và những năm 1940, lực lượng không quân Anh đã phát minh ra một loại radar mới. Và để giữ bí mật về thiết bị này, họ đã nói với mọi người rằng chính cà rốt đã giúp họ nhìn được vào ban đêm. Kim cương không phải là một loại đá quý. Đúng. Tuy kim cương có thể là một viên đá đính hồn tuyệt vời, nhưng chúng không hiếm như người ta vẫn nghĩ. Các chiến dịch quảng cáo đã khiến viên đá rất bình thường này trở nên độc đáo. Nếu bạn muốn thứ gì đó thực sự hiếm, thì đá Pinit sẽ là thứ vừa đẹp vừa vét sạch túi tiền của bạn. Nó có giá khoảng 50.000 đô la,
1 carat. Ngũ cốc Fruit Loops có nhiều hương vị khác nhau. Sai! Sẽ rất vô ích khi tránh mua màu sắc bạn không thích vì tất cả các màu đều có hương vị giống nhau. Ngay cả Kellogg's cũng đã nói rằng tất cả sản phẩm đều có cùng hương vị trái cây hỗn hợp. Chà, giờ tôi không biết phải tin vào điều gì nữa. Thả một đồng xu từ tòa nhà Empire State có thể gây chết người bên dưới. Sai! Tuy đồng xu sẽ không gây nhột nhưng cũng không làm tổn thương bất kỳ ai đứng dưới đất. Đơn giản vì đồng xu không thể đạt tốc độ đủ lớn khi rơi xuống đất. Nhưng tốt hơn hết là nên giữ tiền xu trong túi nhá. Mặt trăng có một bên tối. Sai! Không đâu, mặt trăng không dùng thần lực bí ẩn nào cả. Vệ tinh của chúng ta liên quan đến thủy triều với trái đất, nghĩa là chúng ta luôn nhìn thấy một bên, nhưng không có bên nào tối vĩnh viễn. Kleenex lúc đầu được thiết kế để làm mặt nạ chống hơi độc. Đúng! Vâng, Kimberly Clark ban đầu thiết kế một lớp bông mỏng dùng để làm lớp lọc. Năm 1924, Kleenex bắt đầu bán ở Mỹ dưới dạng kem lạnh và tẩy trang, cuối cùng trở thành khăn giấy mềm mà chúng ta yêu thích ngày nay. Chocola không tốt cho sức khỏe. Trời, hẳn là sai đúng không? Cũng như bất cứ thứ gì khác, ăn quá nhiều chocola cũng sẽ có hại đôi chút, nhưng một ít thì có thể sẽ tốt cho bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại chocola đều tốt, mà chỉ là loại màu đen thôi. Ngon quá! Ngủ nướng vào cuối tuần sẽ giúp bù lại lúc thiếu ngủ. Sai! Dù có ngủ nướng vào sáng chủ nhật, bạn cũng sẽ không thể bù đắp cho lúc thiếu ngủ. Giấc ngủ không đều đặn có thể làm giảm sự tập trung và năng suất. Nếu bạn cảm thấy sảng khoái khi thức dậy thì bạn đã ngủ đủ giấc. Thây ma là có thật. Đúng! Chưa từng có ai biến thành thây ma đói khát mà chúng ta thấy rất nhiều trong các bộ phim. Nhưng chúng tồn tại trong vương quốc động vật. Một loại nấm có cái tên rất dài mà tôi không muốn đọc sẽ điều khiển kiến bằng hóa chất của nó. Dưới sự điều khiển của loại nấm này, kiến rời tổ để tìm một cành cây hoặc chiếc lá rất cụ thể nào đó. Sau đó kiến để nấm mọc ra từ cơ thể và giải phóng ngược lại các bào tử vào tự nhiên. Hay thật! Sinh vật sống lớn nhất là cá voi xanh, voi châu Phi hoặc shark. Sai! Tuy tất cả đều lớn nhưng nấm mật ong ở Blue Mountains, Oregon còn lớn hơn. Loại nấm này có chiều dài 5,5 km, tương đương 6,5 tòa Burj Khalifa nối tiếp nhau, và nó vẫn đang tiếp tục lớn thêm. Nhưng mặt tích cực là nấm này ăn được. Ai muốn ăn trứng chiên với nấm không? Gà Tây có thể đỏ mặt. Đúng! Cũng giống người, gà Tây đỏ mặt khi phấn khích, tức giận hoặc ốm. Da trên đầu và cổ của chúng có thể chuyển sang màu đỏ hay thậm chí có sắc xanh. Vạt da trên cổ chúng được gọi là mòng. Nó cũng chuyển sang màu đỏ tươi khi chú gà phấn khích. Nhưng có lẽ không phải trong dịp lễ tạ ơn nhé. Chúng ta chỉ có 5 giác quan. Sai! Không có con số chính xác. Có người nói là 5, 7, 14, 24 và thậm chí là 57. Các giác quan cơ bản nhất của chúng ta là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Nhưng còn có chuyển động, vị trí cơ thể, nhiệt độ thăng bằng và cảm giác về trạng thái bên trong nữa. Ví dụ như cảm nhận được trái tim. Ví dụ, nhắm mắt và chạm vào mũi. Đó là sự cảm nhận trong cơ thể hay vị trí cơ thể. Rơi bị mù. Sai! Thị lực vào ban đêm của rơi tốt hơn của chúng ta. Chúng chỉ không thể nhìn thấy tốt như vậy vào ban ngày vì chúng chỉ nhìn mọi thứ ở dạng màu đen và trắng. Có lẽ lời đồn này xuất phát từ thực tế là rơi dùng sóng siêu âm để định hướng mà không cần thị lực. Kỳ lân có thật. Đúng! Tuy nhiên chúng không phải là ngựa mà có thể hươu là thủ phạm. Một sừng có thể là sự khác biệt về gen được tìm thấy ở một số loài. Có thể đó là nguyên nhân dẫn đến truyền thuyết về kỳ lân ra đời từ rất lâu. Mật ong không bao giờ hỏng. Sai! Không được che đậy khi đặt trong môi trường ẩm ướt, mật ong sẽ hỏng. Tuy nhiên, nếu nắp còn nguyên và không thêm nước thì mật ong sẽ không bị hỏng. Mật ong có đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn nên không có sinh vật nào có thể sống trong đó. Dù mật ong được cất trong bao nhiêu năm thì nó vẫn hoàn toàn ăn được. Quả cam luôn có màu cam. Sai! Cam ngọt là giống lai giữa quýt và bưởi. Chúng có màu xanh nhạt giúp bảo vệ chúng khỏi ánh nắng. Ở những vùng khí hậu ấm hơn như Đông Nam Á, cam vẫn có màu xanh nhạt khi chín. Điều này khiến bạn tự hỏi, trái cây và màu sắc, cái nào có trước đúng không? Có bọ trong ly Frappuccino dâu. Đúng, nhưng không còn nữa. Để có màu đỏ, nhiều công ty sử dụng một loại phẩm màu được làm hoàn toàn từ côn trùng nhỏ gọi là Repson. Starbucks đã ngừng sử dụng màu đỏ từ bọ trong món Frappuccino dâu tây vào năm 2012. Lính cứu hỏa sử dụng nước ướt hơn. Đúng,
Để ngăn chặn đám cháy hiệu quả hơn, lính cứu hỏa gần đây đã bắt đầu cho thêm một số hóa chất vào nước. Các chất làm ướt giúp làm giảm sức căng bề mặt của nước, khiến nước dễ lan rộng và ngấm vào đồ vật hơn. Đừng động vào ong bắp cày, chúng sẽ để bạn yên. Sai! Mặc dù điều này đúng với loài ong thường, nhưng anh em của chúng là ong vỏ vẽ thì không như vậy. Được biết đến là một trong những loài ong bắp cày nóng tính nhất, ong vỏ vẽ được cho là hay đốt người vô cớ, ngay cả khi bạn chỉ tình cờ đi ngang qua tổ của chúng. Nếu bạn thấy ong bắp cày, hãy tránh xa ra nhé. Tháp Eiffel từng được cho là sẽ bị dỡ bỏ sau 20 năm. Đúng! Tháp Eiffel được thiết kế để giới thiệu năng lượng công nghiệp của Pháp trong Hội chợ Thế giới. Các nhà thiết kế đã khéo léo đặt máy phát và anten trên đỉnh khiến tòa tháp trở nên hữu dụng và cuối cùng đã không bị dỡ bỏ. Cháy thích tóc bẩn hơn. Sai! Cháy không thực sự nghĩ về độ sạch của tóc. Chúng đơn giản chỉ cần tóc người để bám vào, cho dù tóc đó sạch kinh kít hay nhờn hơn nồi chiên. Cháy ăn da đầu, còn tóc chỉ là nơi chúng dạo chơi mà thôi. Bướu lạc đà trữ nước. Sai! Lạc đà không tích trữ nước, chúng dự trữ chất béo trong các mô, cũng giống tôi sau kỳ nghỉ vậy. Những nguồn dự trữ chất béo này cho phép lạc đà sống được nhiều ngày trong sa mạc mà không cần dừng lại để tìm thức ăn. Chúng uống một lượng lớn nước một lúc và trữ lượng nước đó trong máu. Cần uống 8 cốc nước mỗi ngày. Sai! Đủ nước rất là quan trọng, nhất là khi thời tiết nóng hơn. Nhưng chúng ta dường như quên rằng mọi thức uống khác cũng chủ yếu là nước, ngay cả trà và cà phê. Cơ thể chúng ta là thước đo thời điểm uống nước tốt nhất. Cảm thấy khát sao? Vậy thì đã đến lúc đi uống nước rồi. Voi không bao giờ quên. Đúng! Có bộ não lớn nhất trong số các loài động vật trên cạn. Chắc hẳn voi phải có một trí nhớ tuyệt vời. Và đúng là như vậy. Có thể nhớ toàn bộ lãnh thổ, bạn bè và địa điểm để tìm nước là yếu tố quan trọng đối với cấu trúc xã hội loài voi. Chúng thậm chí có thể có trí nhớ tốt hơn bạn và tôi. Tôi đã để chìa khóa ở đâu rồi? Chuối mọc ngược. Đúng! Chuối mọc tự nhiên về phía mặt trời khi chúng lớn hơn. Đó là lý do tại sao chúng lại cong. Vậy điều này có nghĩa là chúng ta từ trước đến giờ đã lột vỏ chuối sai cách sao? Có lẽ là thế. Sách kỷ lục Guinness Thế giới được tạo ra để giải quyết các tranh luận. Đúng! Cuốn sách về chuyện vặt hay nhất thế giới được xuất bản vào năm 1955 sau một cuộc tranh cãi về loài chim bị săn lấy thịt nhanh nhất châu Âu. Giám đốc điều hành của nhà máy bia Guinness nhận ra không có cuốn sách nào về những câu hỏi vui. Vì vậy ông đã viết cuốn sách của riêng mình và phần còn lại là lịch sử. Wasabi chúng ta ăn là thật. Sai! Khi bạn đang ngồi thưởng thức món sushi ngon lành, đôi khi gia vị màu xanh lá đó không phải là wasabi, mà là cải ngựa. Wasabi thật rất đắt và có mùi vị nhẹ hơn. Nếu nó không được làm ra trước mặt bạn thì sẽ không phải là đồ thật. Vậy đấy. Túi áo thường nằm ở bên trái áo sơ mi vì hầu hết mọi người đều thuận tay phải. Đây là lời đồn hay sự thật nhỉ? Điều này đúng là thật à nha. Nhiều sản phẩm ưu tiên người thuận tay phải. Hội những người thuận tay trái sẽ hiểu điều này lắm đấy. Cứ nói tới giao thông công cộng là rõ. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng máy quét tại các trạm thường ở phía bên phải không? Thiết bị gia dụng nói chung là một ví dụ nữa. Kéo, nhíp, dụng cụ mở nắp chai và nhiều thiết bị nhà bếp và gia dụng khác được thiết kế dành cho người thuận tay phải. Túi áo sơ mi cũng vậy. Mặc dù một số người thuận cả hai tay và những người khác thì thay đổi bên tay linh hoạt giữa các công việc, nhưng nhìn chung, hầu hết mọi người đều thuận tay phải. Một nghiên cứu đã tiết lộ rằng 75% đến 90% dân số thế giới thuận tay phải và 10% thì thuận tay trái. Điều này có nghĩa là sẽ thuận tiện hơn cho hầu hết mọi người khi có túi ở bên trái so với bên phải quần áo của họ. Tự mình thử mà xem. Khuỷu tay của bạn sẽ gập lại khi bạn cố gắng thò tay vào túi bên phải. Trong khi đó ở phía bên trái, khuỷu tay của bạn tạo thành hình vòng cung, giúp cho đồ vào túi và lấy ra dễ dàng hơn. Ăn nhiều protein sẽ giúp cơ bắp to hơn. Bạn nghĩ gì về điều này hả các vận động viên? Đồn đại hay sự thật nhỉ? Đây là lời đồn thôi. Đúng là ăn protein rất cần thiết để xây dựng cơ bắp to hơn. Ý tôi là, protein là những khối xây dựng của cơ thể bạn mà. Chưa hết, ăn nhiều hơn mức bạn cần là không cần thiết. Mọi người nên uống 8 ly nước mỗi ngày. Bạn nghĩ rằng đây là lời đồn hay sự thật? Đồn đại cả thôi. Vì vậy, đừng đổ lỗi cho bản thân vì uống ít nước hơn mức khuyến nghị. 8 ly không phải là một con số kỳ diệu gì. Nhu cầu hydrat hóa ở mỗi người là khác nhau mà.
Bạn nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày tùy thuộc vào hoạt động và mức độ tập luyện của bạn. Nhiệt độ nơi bạn sống cũng ảnh hưởng đến con số này nữa. Nếu bạn sống ở khu vực nóng, bạn đổ mồ hôi nhiều hơn và cần uống nhiều nước hơn. Súp, cà phê, trà, trái cây và những thứ khác bạn ăn hàng ngày cũng chứa nước rồi. Cà rốt có nhiều đường nên bạn nên tránh ăn chúng. Nếu điều này là sự thật thì ta nên cảnh báo lũ thỏ nữa. Đoán xem nào, sự thật hay lời đồn đây? Đó là một lời đồn. Cà rốt có khoảng 85% là nước. Nửa cân cà rốt nấu chín chỉ chứa 3 thìa cà phê đường thôi. So với lượng đường trong món tráng miệng thì điều này chẳng là gì cả. Ngoài ra, cà rốt có nhiều chất phytochemical và ăn chúng có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Người thời Trung Cổ tin vào trái đất phẳng. Đây là lời đồn hay sự thật? Rõ ràng trái đất phẳng là lời đồn, nhưng lịch sử được xây dựng xung quanh suy nghĩ này cũng vậy. Bạn không thể nói rằng vào thời điểm đó, toàn bộ thế giới còn hoài nghi về hình cầu của trái đất. Ngay cả những vật hữu hình hàng ngày cũng đã chứng minh điều đó. Ví dụ, người thời Trung Cổ có thể thấy rằng ánh sáng chạng vạng khi mặt trời mọc và mặt trời lặn tạo thành một vòng cung trên đường chân trời. Người Viking đội mũ bảo hiểm có sừng. Là thật hay là đồn đây? Hình ảnh nổi tiếng về một chiến binh Viking hầu như luôn được hoàn thiện với chiếc mũ bảo hiểm có sừng. Nhưng thực tế, không hề có sừng nhé. Không có bằng chứng nào cho thấy mũ bảo hộ của người Viking có sừng hết. Nước ép giải độc làm sạch cơ thể bạn. Đó là sự thật hay đồn đại? Đồn đại đấy mọi người ạ. Việc giải độc không hoạt động theo cách đó. Các cơ quan nội tạng của bạn chịu trách nhiệm cho quá trình thanh lọc, lá lách, gan, thận, đặc biệt là gan. Cơ thể bạn luôn ở trạng thái tự làm sạch một cách tự nhiên. Con người ta không cần uống nước trái cây để giải độc. Các loại hạt là đồ ăn vặt. Bạn thấy sao? Là đồn hay là thật? Bạn đúng rồi đó. Đây là một lời đồn. Các loại hạt chứa đầy chất béo lành mạnh. Chúng tốt cho tim và các cơ quan khác của bạn. Một người Mỹ trung bình vứt bỏ khoảng 38kg chất thải dệt may mỗi năm. Đây là thật hay là đồn? Thật như đếm, lãng phí quá trời. Khi ai đó vứt quần áo của họ đi, chúng không tự tan vào hư vô. Những mặt hàng này rất có thể sẽ đến các bãi chôn lấp như là điểm đến cuối cùng. Tặng quần áo và bán chúng ở các cửa hàng đồ cũ là những lựa chọn tốt hơn nhiều. Bây giờ, bạn có thể đã nghe nói về thủ thuật giặt giũ cứu mạng, được cho là giúp quần áo của bạn siêu sạch và đẹp như ngày đầu. Điều gì sẽ xảy ra nếu những mẹo giặt giũ đó thực sự chỉ là chuyện hoang đường? Tôi có 3 trong số đó xếp hàng chờ kể cho bạn. Áo sơ mi phải được cài cúc khi đem đi giặt. Có đúng hay không? Đây là lời đồn thôi. Tốt nhất bạn nên đóng khóa kéo để rằng chúng không vướng vào vải của quần áo khác. Nhưng việc các cúc áo sơ mi có thể mở rộng lưới cúc và lỗ khuyết. Về lâu dài, các nút sẽ bắt đầu tuột khỏi vị trí đấy. Giặt quần áo bằng nước nóng là cách làm sạch hiệu quả nhất. Đây là lời đồn hay sự thật? Đó là một huyền thoại giặt ủi khác. Bạn muốn loại bỏ vi trùng khỏi quần áo. Tuy nhiên, chỉ nước nóng thôi sẽ không đủ cho việc này. Ngày nay, nhiều loại bột giặt có thể làm sạch quần áo bằng cả nước lạnh hoặc nước ấm. Bạn nên loại bỏ vết bẩn trên mặt vải. Có đúng không? Hầu hết mọi người đều bôi nước và xà phòng lên vết bẩn, bắt đầu từ mặt trước của vải. Nhưng đó không phải là lựa chọn tốt nhất. Một cách tốt hơn nhiều là bắt đầu từ phía sau. Vết bẩn có thể sâu hơn nếu bạn xử lý nó từ phía trước. Cố gắng làm cho vết bẩn di chuyển lên trên bề mặt thay vì đẩy nó vào trong. Nghe nhạc là một công cụ học ngôn ngữ hiệu quả. Thật hay giả đây nhỉ? Sự thật đấy. Các nhà khoa học cho biết nghe một bài hát và ngâm nga theo nó có thể giúp bạn học một ngôn ngữ. Hầu hết mọi người gặp khó khăn khi học ngữ pháp. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào chúng ta cũng tuân theo các quy tắc ngữ pháp. Các bài hát có thể giúp bạn tiếp thu những cách diễn đạt thân mật. Các nhà khoa học cũng kết luận rằng âm nhạc có thể giúp bạn ghi nhớ từ mới và bổ sung chúng vào vốn từ vựng của mình. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ. Đó là từ năm đầu tiên bạn học tiếng Anh ấy. Đúng, bài hát bảng chữ cái. Bạn là chim sớm hay cú đêm? Dù có là ai,
chắc là bạn cũng muốn biết những sự thật và lời đồn về giấc ngủ cho mà xem. Thời gian có người không ngủ lâu nhất là 11 ngày. Bạn có nghĩ điều này là có thể không? Hay nó là một truyền thuyết đô thị? Đây là sự thật. Randy Gardner lập kỷ lục về thời gian người không ngủ dài nhất. Đó là một thí nghiệm được thực hiện bởi nhà nghiên cứu giấc ngủ của Stanford, tiến sĩ William C. Damond. Bác sĩ đã ghi lại và theo dõi hoạt động giấc ngủ của Randy Gardner. Gardner đã có thể tỉnh táo trong 11 ngày 25 phút. Dần dần cơ thể bạn sẽ quen với việc ngủ ít hơn. Thật hay giả đây? Không có thật đâu. Có rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng cơ thể và đặc biệt là bộ não của bạn không thể quen với việc ngủ ít hơn được. Bạn có nhận thấy rằng sau một vài đêm không ngủ đủ giấc, bạn bắt đầu cảm thấy uể oải hơn vào ban ngày không? Đó là cơ thể bạn đang cố gắng điều chỉnh với việc không được nghỉ ngơi đầy đủ. Thiếu ngủ kéo dài ảnh hưởng đến hiệu suất ban ngày, sự tập trung và khả năng ra quyết định của bạn. Nhiều người trưởng thành cần ngủ từ 5 tiếng trở xuống. Có thể là sự thật không? Chà, câu này dễ quá. Lời đồn thôi ấy mà. Các chuyên gia của Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia khuyến cáo rằng người trưởng thành trung bình nên ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm. Một số người bị đột biến gen khiến họ thức dậy sảng khoái sau muốn giấc ngủ ngắn. Nhưng những người như vậy là một ngoại lệ. Cứ 4 triệu thì có một người à nha. Khả năng ngủ bất cứ đâu và bất cứ lúc nào có nghĩa là bạn là người dễ ngủ. Bạn nghĩ sao? Nói điêu hay nói thật đây? Lời đồn đấy mọi người ạ. Người dễ ngủ sẽ ngủ đủ giấc và có lịch ngủ đều đặn. Mèo dành 2/3 cuộc đời để ngủ. Bạn có tin điều đó không? Điều này thì không có gì đáng ngạc nhiên. Đó là sự thật. Bạn đã đoán đúng được bao nhiêu sự thật và lời đồn rồi? Được rồi, hãy xem nhé. Nước sôi nhanh hơn khi bạn bỏ thêm muối vào. Đây là một lầm tưởng. Muối chẳng tạo nên sự khác biệt nào. Và nếu có, thì đôi khi nước lại lâu sôi hơn. Nhưng có lẽ điều đó sẽ làm mì ý của bạn ngon hơn. Chắc là vậy. Rơi bị mù, không đúng. Lầm tưởng này có lẽ xuất phát từ việc chúng là sinh vật sống về đêm và có khả năng nghe phi thường. Chúng đuổi theo con mồi chủ yếu lúc trời tối và dựa vào định vị tiếng vang. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng bị mù. Mắt rơi không vô dụng mà được điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện ánh sáng yếu. Cá voi xanh to đến mức lưỡi của nó có thể nặng bằng một con voi lớn. Chuẩn rồi, những người bạn này to đùng luôn. Bạn mất nhiều nhiệt hơn qua đầu. Không đâu. Lý do khiến mọi người tin vào điều này là vì khi trời lạnh, đầu là bộ phận duy nhất mà chúng ta thường để hở. Nếu chỉ mặc một chiếc áo phông đi ra ngoài, chúng ta sẽ mất nhiệt qua cánh tay, chưa kể đến chân, hông và các bộ phận khác nữa. Vì vậy, hãy đội mũ vào cả nhà nhé. Sơ đồ lưỡi cho thấy chúng ta có các phần khác nhau cho các vị khác nhau. Không hẳn vậy. Có các nụ vị giác riêng lẻ cảm nhận một số hương vị nhất định tốt hơn các vị khác, nhưng không có nghĩa là một vùng nào đó có thể cảm nhận vị ngọt rõ hơn vùng còn lại. Nghiên cứu cho thấy toàn bộ các vùng trong miệng đều có nụ vị giác, nhạy bén với mọi mùi vị. Này, hãy xem sơ đồ lưỡi cho cá voi xanh đi. Có vẻ cô nàng thích sinh vật phù du đấy. Khủng long siêu to khổng lồ. Chà, không phải đâu. Các bộ phim cho thấy chúng là những con thằn lằn khổng lồ, có vảy nhưng không nhá. Trước hết, có nhiều loài khủng long nhỏ hơn và một số loài chỉ nhỏ bằng con gà Tây hoặc chim bồ câu. Hơn nữa, một số loài khủng long như T-Rex còn có lông vũ bao phủ, nhất là ở các giai đoạn đầu của cuộc đời. Oxy không có màu, đúng một phần. Ở dạng khí, nó không có màu, nhưng ở dạng rắn hoặc lỏng, nó có sắc xanh da trời. Tắc kè hoa thay đổi màu sắc vì chúng muốn hòa vào môi trường xung quanh. Đây là một lầm tưởng. Làm thế thì chắc là mệt lắm. Trên thực tế, một số yếu tố khác như tâm trạng, nhiệt độ hoặc lượng ánh sáng mà chúng nhận được sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của chúng. Khi tắc kè hoa thả lỏng và giãn tế bào, các tinh thể bên trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Loài động vật này dùng tinh thể để giao tiếp với nhau. Ví dụ như màu tối cho thấy chúng đang có tâm trạng không tốt lắm. Nói đúng hơn là đang rất hung hãn. Vậy nên chắc tôi lùi lại đây. Người Neanderthal không phải là tổ tiên của chúng ta. Mặc dù có một thời điểm nào đó họ cũng sống chung với người hiện đại, nhưng chủ yếu là ở các khu vực khác nhau trên hành tinh.
do đó họ không phải là một giai đoạn phát triển của con người, mà là một dòng giống khác. Họ cũng khá sáng tạo, dùng lửa, chế tạo công cụ, ăn thảo dược, làm sạch răng và làm nhiều điều khác tương tự như loài người chúng ta. Người Neanderthal tuyệt chủng có lẽ là do sự biến đổi khí hậu quá lớn. Gà Tây có thể đỏ mặt. Điều này thì đúng. Về mặt này, chúng cũng giống chúng ta. Khi tức giận, phấn khích hoặc thậm chí là buồn bã, da trên cổ và đầu của chúng sẽ chuyển sang màu đỏ, giống anh trai tôi vậy. Thực chất, lỗ đen không phải là một cái lỗ như tên gọi. Chúng là các vật thể siêu đặc với lực hấp dẫn cực kỳ mạnh. Hồng hạc là loài động vật rất ngầu. Đúng, chúng có thể gập chân tại đầu gối. Đây là một lầm tưởng. Thực chất, chúng gập ở mắt cá chân vì đầu gối nằm ở gần cơ thể hơn và được lớp lông vũ bao phủ. Táo ở siêu thị là táo tươi. Có thể đúng, nhưng cũng có thể không. Táo có thể được bảo quản với thời gian lên đến 1 năm vì chúng thường được hái từ tháng 8 đến tháng 11. Sau đó, táo được phủ sáp và làm khô trong không khí nóng. Cuối cùng, chúng được gửi vào kho lạnh và sau 6 đến 12 tháng, ta sẽ thấy chúng trên các kệ ở siêu thị. Nước đóng chai có ngày hết hạn sao? Đúng vậy, nhưng như thế không có nghĩa rằng nước là thứ hết hạn sử dụng, mà vấn đề là ở cái chai. Nhựa bắt đầu bị hòa vào nước và một số hóa chất không mong muốn sẽ xuất hiện. Túi trà được phát minh ra một cách tình cờ. Đúng vậy. Vào đầu thế kỷ thứ 20, Thomas Sullivan đã đổ các mẫu lá trà vào những túi lụa nhỏ và gửi chúng đến các khách hàng của mình. Mục đích ban đầu là để mở túi ra và cho lá trà vào nước nóng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng nghĩ rằng họ phải cho luôn những túi đó vào ấm trà mà không cần phải mở túi ra. Túi trà đã trải qua một vài cải tiến, có thêm dây và nhãn mác giấy ở một đầu. Và thế là phát minh mới ngoài kế hoạch đã sẵn sàng. Sét sẽ không bao giờ đánh hai lần vào cùng một chỗ. Không đúng. Tòa nhà Empire State đã từng bị đánh 8 lần chỉ trong 24 phút. Có một cơn bão khủng khiếp và nói chung là chẳng có gì đảm bảo Sét sẽ tránh cái nơi mà nó vừa giáng xuống cả. Nếu ngay từ đầu, một nơi bị Sét đánh có các đặc điểm thu hút Sét như địa hình gập ghềnh, chỗ nước đọng hay độ cao lớn thì có thể nó sẽ thu hút Sét thêm một lần nữa. Bạn có nhiều DNA trong cơ thể đến mức bạn có thể kéo nó từ mặt trời đến sao Diêm Vương và quay trở lại. Đúng, và không chỉ một mà là 17 lần. Tất nhiên sau đó chồng bạn sẽ không còn như cũ đâu. Cá sấu là một trong những loài cổ nhất trên thế giới. Chuẩn rồi, chúng đã tồn tại khoảng 200 triệu năm, giống như những người hàng xóm của tôi ở dưới phố vậy. John Opossum ngủ khi treo người bằng đuôi. Bạn có thể thấy điều đó trong phim hoạt hình và các bức ảnh, nhưng nhìn chung chúng không làm vậy. Vì cái đuôi cực khỏe nên chúng có thể đu chặt cành cây và giữ cơ thể của mình. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Con trưởng thành sẽ quá nặng để giữ tư thế đó quá lâu nên chúng sẽ không được nghỉ ngơi nhiều. Cá vàng có trí nhớ dài 3 giây. Không đâu. Những con cá sặc sỡ đó thực sự rất thông minh đấy. Một nghiên cứu cho thấy cá vàng có thể phân biệt được hai bài hát cổ điển. Đúng là chúng học không nhanh, nhưng sau hơn 100 buổi học, chúng sẽ làm được. Mà điều này sẽ không xảy ra nếu trí nhớ của chúng thực sự chỉ kéo dài 3 giây. Một giống kỳ rông. Bạn có thể tự đọc cái tên nhé. Tiếp tục nào. Chúng có thể kéo dài lưỡi bằng một nửa chiều dài của cơ thể chỉ trong 70 giây. Đúng. Chừng đó là nhanh hơn một cái chớp mắt tới 50 lần. Phải nhanh lên mới chụp được cái sơ đồ lưỡi kia. Con người có thể làm nhiều việc một lúc. Không đúng. Kiểm tra email, nói chuyện điện thoại, nấu ăn. Có vẻ như làm nhiều việc cùng một lúc sẽ tiết kiệm thời gian. Nhưng nghiên cứu cho thấy đa nhiệm không hề khả thi. Não của chúng ta chỉ cho phép làm từng việc riêng lẻ. Nên khi nghĩ rằng mình đang làm nhiều việc thì thực chất ta chỉ đang chuyển đổi các công việc. Điều này làm tốn thời gian hơn chứ không tiết kiệm thời gian, đồng thời làm giảm khoảng chú ý của chúng ta. Trái đất không phải là hành tinh duy nhất có nước. NASA đã phát hiện ra sao Mộc có một đại dương chứa lượng nước nhiều gấp đôi nước trên hành tinh của chúng ta. Nó nằm ngay dưới một lớp băng. Ngay cả sao Hỏa cũng có nước lỏng đang chảy. Nghĩa là trái đất tròn, có thật không? Về mặt lý thuyết, nó có các cực phẳng cùng với phần phình ra ở đường xích đạo. Như vậy, nó có hình dạng ellipsoid lạ thường. Thây ma không phải chuyện bịa đặt đâu. Đúng. Ok, con người không thể biến thành thây ma như chúng ta thấy trong phim. Nhưng vương quốc động vật cũng có thây ma.
ví dụ như có một loại nấm kiểm soát kiến lây lan các chất hóa học cụ thể trong não của chúng. Điều này khiến con kiến bỏ gia đình để đi tìm một nơi mà loài nấm này muốn sinh sống. Thác nước lớn nhất thế giới nằm ở dưới đại dương. Ồ, rất đúng. Nó tọa lạc ở vùng biển Bắc. Nước biển lạnh đặc hơn thác nước ấm. Cái thác này dài gần 3,2 km. Con ong bắp cày nhỏ nhất thế giới không lớn hơn một sinh vật dạng amip. Đúng. Dù vẫn có các bộ phận cơ thể như mắt, cánh, não, chân, v.v. giống như những loài côn trùng khác, nhưng con ong bắp cày này chỉ dài 0,02 mm. Trong hầu hết các trường hợp, điều này khiến nó còn nhỏ hơn cả sinh vật đơn bào được biết đến với cái tên amip. Tuyết chỉ có màu trắng, không đúng. Và tôi không nói về tuyết gần van cứu hỏa đâu nhé. Thí dụ, có một số ngọn núi sở hữu tuyết màu hồng như Sierra Nevada ở California chẳng hạn. Màu sắc của tuyết là do một loại tảo nhất định sống ở đó tạo ra. Bắc Cực Quang có một cô em gái. Đúng. Nó có tên là Nam Cực Quang và bạn có thể nhìn thấy nó ở Nam Bán Cầu. Thời điểm tốt nhất để ngắm cực quang là vào mùa đông. Hơn 99% của nguyên tử là không gian trống. Đúng. Nếu chúng ta tập hợp tất cả mọi người trên thế giới lại với nhau và loại bỏ toàn bộ không gian trống giữa các nguyên tử, thì dân số trái đất sẽ được đựng vừa trong một quả cam bình thường. Sao chúng ta không thử cho đó nhỉ? Rồi cuối cùng tôi cũng được ngồi trên xe buýt. Cá heo giao tiếp và gọi nhau bằng tên. Đúng. Chúng sử dụng tiếng huýt sáo cụ thể để nhận dạng nhau. Tạm biệt và cảm ơn mọi loài cá nhé. Nước xả bồn cầu sẽ xoáy theo các hướng khác nhau khi ở các bán cầu khác nhau. Không đâu. Hướng xoáy vẫn giống nhau dù toilet ở Úc hay Pháp đi chăng nữa. Thật đấy. Ốc sên có thể ngủ một giấc khá dài. Đúng. Một số loài ốc sên có thể ngủ trong khoảng 3 năm liên tiếp. Cá mập có thể ngửi thấy một giọt máu nhỏ xíu, dù cách xa hàng cây số. Không hề. Chắc chắn vùng não phụ trách việc ngửi mùi của chúng rất phát triển, nhưng đại dương vô cùng rộng lớn, cùng với việc mất khá lâu để phân tử mùi phát tán trong chất lỏng. Vào một ngày đẹp trời với các dòng nước yêu thích, cá mập có thể ngửi thấy con mồi từ khoảng cách vài sân bóng đá, nhưng không tới vài km đâu. Cuối cùng, chim cánh cụt cầu hôn người yêu của chúng. Đúng. Chúng chung thủy một vợ một chồng và sau khi chọn bạn đời, con đực sẽ đưa cho con cái một viên sỏi để thể hiện tình yêu của mình. À. Xem thử nhé, mỗi con ngựa vằn có một kiểu sọc khác nhau, giống như con người có dấu vân tay riêng vậy. Đây chỉ là lầm tưởng hay sự thật? Bạn nghĩ sao? Đúng vậy, các sọc trên mỗi con ngựa vằn tạo thành một kiểu độc đáo. Không thể nhìn thấy hai con ngựa vằn giống hệt nhau. Hoa văn màu đen và trắng đầy phong cách đóng vai trò là một ảo ảnh quang học để gây bối rối và xua đuổi kẻ thù chính của chúng. Đó là thú săn mồi và côn trùng khó chịu như ruồi răng cưa hoặc ruồi ngựa. Ngựa vằn có lẽ nhận thức được chúng đẹp thế nào vì chúng dành thời gian để chải lông cho nhau. Vì vậy, nếu bạn thấy hai con ngựa vằn đứng gần nhau thì không phải chúng cắn nhau đâu. Đó là một quy trình làm đẹp thân thiện đấy. Không giống như người, ngựa vằn không thể tự gãi một cách dễ dàng. Vì vậy, chúng chỉ đang kéo những sợi lông ra khỏi nhau. Tôi cũng làm thế. Mặc dù ngựa vằn sống thành đàn, nhưng thường tạo ra các nhóm gia đình nhỏ hơn. Một con đực, vài con cái và con của chúng. Mỗi thành viên của nhóm đều là duy nhất khi nói đến các hoa văn sọc trên cơ thể. Tất cả các con dơi đều bị mù. Bạn có tin điều này không? Không, đây chỉ là lời đồn thôi. Mù như dơi chỉ là một cách nói và xuất phát từ lầm tưởng rằng dơi không thể nhìn rõ. Vào thời cổ đại hay trước thế kỷ 21, người ta thường cho rằng dơi bị mù do họ mặc định những sinh vật thú vị này bị như thế vì kiểu bay kỳ quặc của chúng. Dù nhiều con dơi sử dụng định vị bằng tiếng vang để xác định phương hướng, nhưng tất cả chúng đều có thể nhìn thấy. Đây là điều tiếp theo. Tôm hùm chung thủy và ở bên nhau suốt đời. Đúng hay sai? Bạn nghĩ sao? Xin lỗi đã làm hỏng câu chuyện tình lãng mạn, nhưng đó chỉ là lầm tưởng đến từ một chương trình truyền hình nổi tiếng. Trong thực tế, tôm hùm không hề chung thủy. Tôm hùm được giao phối với một số con cái. Sau đó, từng con một biến mất, chỉ để xuất hiện trở lại trên bàn, ở nhà hàng cùng bơ tan chảy. Đừng lo, vương quốc động vật
vẫn còn một số loài lãng mạn trung thành với bạn tình trong suốt cuộc đời, ví dụ như thiên nga, sói xám, hải ly, đại bàng đầu trắng, vượn, vân vân. Bạn có thể bị mụn cốc khi tiếp xúc với ếch hoặc cốc. Bạn nghĩ gì về lời đồn này? Đó là một lời đồn có từ lâu và liên quan đến thực tế rằng cả cốc và ếch đều có chỗ u trên da. Nhìn bề ngoài, những chỗ u này là gợi nhớ đến mụn cốc. Nhưng chúng chỉ là những tuyến không hề tiết ra bất kỳ chất nào có thể khiến con người bị mọc mụn. Không có loài lưỡng cư nào khiến bạn bị mụn cốc, nhưng bắt tay với một người có mụn thì có thể đấy. Tiếp tục nhé, rùa sống bên trong mai và có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Điều này đúng hay sai? Đó là một lầm tưởng. Những con rùa trong truyện cổ tích và phim hoạt hình tự chui ra khỏi mai bất cứ khi nào chúng thích. Nhưng trên thực tế, nói rùa sống trong mai cũng giống như nói con người sống trong da của họ vậy. Mai rùa không chỉ là một không gian trống riêng biệt được dùng như một bộ trang phục. Mặc dù rùa có thể nhét các chi vào bên trong đó để tự vệ, nhưng mai thực sự là một phần không thể thiếu của bộ xương rùa. Hãy nhìn cấu trúc thật của bộ xương rùa xem. Mai được gắn liền với các xương và rùa không thể sống thiếu nó. Đối với rùa cạn cũng vậy. Điểm khác biệt chính giữa rùa cạn và rùa nước là rùa cạn dành phần lớn thời gian trên cạn, trong khi rùa nước tiến hóa để bơi dưới nước. Đó là lý do vì sao rùa nước có mai mỏng hơn và thích hợp với nước hơn, còn mai rùa cạn tròn và cong hơn. Tiếp theo, không thể phân biệt dấu vân tay của gấu túi và dấu vân tay của người. Nghe đúng chứ? Mặc dù chắc chắn nghe có vẻ là bịa đặt, nhưng đó là sự thật đấy. Nếu so sánh dấu vân tay của người với dấu vân tay của gấu túi, bạn sẽ khó phân biệt được sự khác nhau ngay cả dưới kính hiển vi. Khi các nhà khoa học phát hiện ra điều này, họ đã cảnh báo cảnh sát vì loài nhỏ xinh mềm mại này thực sự có khả năng gây nhầm lẫn cho pháp y tại hiện trường vụ án. Những người thông minh đó cho rằng các đặc điểm của đầu ngón tay gấu túi gần đây đã phát triển một cách độc lập trong lịch sử tiến hóa của chúng. Họ hang của gấu túi như chuột túi và gấu túi mũi chân không có các đặc điểm như vậy. Có lẽ gấu túi có những dấu vân tay phức tạp vì chúng giúp loài này bám vào lá và cành dễ hơn. Gấu túi được biết đến là loài cực kỳ kén ăn. Trên thực tế, chúng thích lá bạch đàn ở độ tuổi nhất định. Những ngón tay nhạy cảm của chúng có thể đã tiến hóa như một công cụ phát hiện ra những chiếc lá phù hợp dựa trên kết cấu. Nhưng tiện, gấu túi không phải là động vật có vú duy nhất có dấu vân tay giống người. Các kiểu vân tay của tinh tinh và khỉ đột cũng khá phức tạp. Sẵn sàng đến với lầm tưởng tiếp theo chưa nào? Đa điểu dụi đầu vào cát để trốn những kẻ săn mồi. Bạn nghĩ đây là lầm tưởng hay sự thật? Đó chỉ là lầm tưởng. Đa điểu không dúi đầu vào cát khi sợ hãi. Trên thực tế, loài này không vùi đầu gì cả. Lời đồn này đã lan rộng vì câu thành ngữ nổi tiếng giấu đầu trong cát. Trong đời thực, đa điểu phải đào lỗ trên cát để giấu trứng vì chúng là loài chim không biết bay. Để đảm bảo trứng được làm ấm đều, đa điểu đưa đầu vào đó để thỉnh thoảng xoay trứng. Nhưng đa điểu vẫn có tâm lý trốn thoát. Khi đối mặt với mối đe dọa nào đó, chúng có thể vùi xuống cát và nằm bất động, giả vờ như không còn sống nữa. Cá vàng không thể nhớ bất cứ điều gì lâu hơn một giây. Thật sự tệ đến vậy sao? Nếu bạn thường nói rằng bạn có trí nhớ cá vàng như một cái cớ khi quên một điều gì đó quan trọng, thì tôi có tin xấu cho bạn đây. Trong nhiều nghiên cứu đã chứng minh, cá vàng có thể nhớ mọi thứ trong vài tháng, nếu không muốn nói là lâu hơn. Các nhà khoa học từ trường đại học Israel đã tiến hành một thí nghiệm dễ thương nhất. Trong một tháng, họ bật nhạc cổ điển trong khi cho cá ăn. Họ tin rằng cách làm này sẽ dạy cá liên kết giai điệu với thức ăn. Trong 5 tháng, sau khi kết thúc giai đoạn huấn luyện đó, cá vẫn hào hứng và bắt đầu tìm kiếm thức ăn mỗi khi chúng nghe thấy bản nhạc đã phát trước đó. Cá vàng: "À, Moza, đồ ăn của tôi đâu?" Không rõ lời đồn trên bắt nguồn chính xác từ đâu hoặc tại sao nó lại phổ biến đến vậy. Nhưng một số người cho rằng chủ của cá vàng nói như vậy vì họ cảm thấy khởi nguồn lầm tưởng này, vì họ cảm thấy có lỗi khi để thú cưng của mình trong những chiếc bát nhỏ. Chó mèo mù màu, bạn có suy nghĩ gì về điều này?
đó không phải là sự thật. Chó và mèo có khả năng nhìn nhận màu sắc tốt hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Lời đồn này có lẽ chỉ là sự phóng đại thực tế rằng mỗi loài động vật nhìn thấy màu sắc khác với con người. Các nghiên cứu tiết lộ rằng cả chó và mèo đều có thể nhìn thấy màu xanh lá và xanh lam. Chúng cũng có nhiều tế bào cảm nhận ánh sáng, còn gọi là tế bào hình que hơn con người. Có nghĩa là chó và mèo có thể nhìn rõ hơn trong không gian thiếu ánh sáng. Mắt của chó có ít tế bào hình nón hơn. Đó là những tế bào cảm nhận màu sắc. Đó là lý do vì sao các nhà khoa học tin rằng khả năng nhìn màu của chó chỉ rõ bằng 1/7 của con người. Cá mập chỉ có thể thở và sống sót khi bơi. Bạn thấy điều này nghe thực tế không? Theo một quan niệm sai lầm phổ biến, cá mập chỉ có thể thở khi bơi vì làm vậy giúp chúng đẩy nước qua mang. Mặc dù nhiều loại cá mập tiến hóa theo cách này, nhưng nhiều loài khác như cá mập miệng bản lề ở đáy biển không cần bơi để bơm nước chứa oxy lên mang. Trong khi đó, tất cả các loài cá mập đều không có bong bóng cá. Vì vậy, nếu ngừng bơi, chúng có thể sẽ chìm xuống đáy. Nhưng may mắn là cơ thể của cá mập không thể bị ép lại. Đó là lý do vì sao ngoi lên hay lặn xuống nhanh vẫn an toàn cho chúng. Rái cá biển nắm tay nhau để không bị trôi dạt khi đang ngủ. Bạn có tin không? Đúng, đó là sự thật. Bạn vẫn có thể trầm trồ, nhưng thực tế, cách ngủ này có mục đích thiết thực đối với chúng. Các nhà khoa học cho rằng rái cá biển đã phát triển thói quen dễ thương này để ở gần bạn tình. Nếu nắm chặt tay bạn gái rái cá của mình suốt đêm sẽ làm giảm nguy cơ nó giao phối với con đực khác khi bạn đang ngủ. Thật là không biết xấu hổ. Ngoài ra, nắm tay giúp rái cá bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi vì chúng sống xa đất liền. Nếu một người đụng vào một con chim trong tổ thì chim mẹ sẽ bỏ rơi nó. Lầm tưởng hay sự thật? Bạn nghĩ sao? May mắn thay, nó chỉ là lầm tưởng. Trên thực tế, chim mẹ không dùng khứu giác để nhận ra con non của mình. Vì vậy, hãy cứ đưa con non dễ thương trở lại tổ và luôn nắm tay bạn gái rái cá của bạn để không bị ăn thịt nhé. Lời khuyên tốt đấy. Trên thực tế, nước không giữ điện tốt, nhưng điều đó chỉ đúng với nước cất hoặc nước tinh khiết. Mọi người vẫn bị điện giật khi ở trong nước nhiễm điện. Nhưng đó là vì nước tinh khiết không tồn tại trong tự nhiên. Nước thường chứa bụi bẩn, khoáng chất, cát và những thứ dẫn điện tốt khác. Chứ không tại không gian, không phải lúc nào cũng lạnh, mà còn phụ thuộc vào nơi bạn đo nhiệt độ. Nếu đó là một nơi hoàn toàn đóng băng trong vũ trụ, thì chân không của không gian có thể lạnh tới âm 270 độ C. Nhưng nếu bạn du hành đến gần mặt trời, thì nhiệt kế của bạn sẽ hiển thị nhiệt độ rất nóng, đó là 120 độ C. Nhưng tiện thì đây cũng là lý do tại sao các phi hành gia mặc đồ vũ trụ màu trắng. Chúng phản chiếu ánh sáng mặt trời và không để người mặc bị quá nhiệt. Có một quan niệm sai lầm rằng hạt mù tạt là thứ hạt nhỏ nhất thế giới. Nhưng thực ra có những loại hạt còn nhỏ hơn, ví dụ như hạt của cây bọt nước, anh túc hoặc bèo tấm. Và loại hạt nhỏ nhất từng được ghi nhận là hạt của cây phong lan. Bạn có thể yên tâm rồi đây. Cà phê không làm bạn mất nước đâu. Thức uống này có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Nhưng các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mất nước cao hơn những người uống trà. Bản thân voi thì không sợ chuột, nhưng loài vật to lớn này có thị lực kém. Chúng cũng di chuyển khá chậm. Đó là lý do tại sao chúng có thể bị giật mình khi một con chim hoặc một sinh vật nhỏ như chuột lao qua mình. Chỉ do bất ngờ thôi, không có gì hơn. Bánh mì nâu chưa chắc có lợi cho sức khỏe hơn bánh mì trắng. Ổ bánh mì bạn đã mua có thể là màu nâu, nhưng màu sắc này không đảm bảo rằng nó có thành phần là lúa mì nguyên cám 100%. Nếu bạn muốn mua một sản phẩm lành mạnh và bổ dưỡng, hãy luôn đọc nhãn và xem thành phần chính nha. Nó phải là lúa mì nguyên hạt hoặc bột mì nguyên cám. Hầu hết mọi người đều chắc chắn rằng vật chất chỉ có 3 trạng thái là rắn, lỏng, khí. Và chúng ta thường quên mất plasma. Không giống như những gì chúng ta thấy trong phim khoa học viễn tưởng, plasma không phải là một chất nhờn hoặc giống như keo, mà đây là các electron và ion được làm nóng cực kỳ cao.
chúng thường được gọi là khí ion hóa. Hầu như nguyên tố nào cũng có thể chuyển sang dạng plasma nếu bạn làm nó đủ nóng. Nhưng sau đó, các phân tử sẽ bị phá vỡ và nó không còn là nguyên tố như trước nữa. Ví dụ, nếu bạn biến nước thành plasma, nó sẽ không còn là H2O và bạn sẽ không còn muốn uống nó nữa đâu. Chắc chắn là thế. Hầu như không có sự khác biệt nào giữa tốc độ sôi của nước mặn và nước tinh khiết. Nhiệt độ của nước mặn sẽ tăng nhanh hơn, đó là sự thật. Tuy nhiên, nước mặn cũng có nhiệt độ sôi cao hơn. Thêm vào đó, khi bạn thêm muối vào một thể tích nước, khối lượng của nó sẽ lớn hơn và mất nhiều thời gian hơn để sôi hơn. Chuối không mọc trên cây. Cây chuối có thể lớn như một cái cây bình thường, tức là cao đến 8 mét, nhưng nó là một loài thực vật và là cây thảo mộc lâu năm lớn nhất thế giới. Loại cây này không có sợi gỗ nên không được coi là cây thân gỗ. Nó cũng có cuống và lá lớn nhưng không có thân và nhánh như cây thân gỗ. Có một quan niệm sai lầm rằng kim cương có thành phần là than đá, nhưng trên thực tế chúng là carbon bị nén, được làm nóng ở độ sâu hơn 145 km dưới bề mặt trái đất. Còn than đá được tìm thấy ở độ sâu chỉ 3 km. Georgia được biết đến với cái tên Beach State hay bán quả đào, nhưng California mới là nơi trồng nhiều đào nhất nước Mỹ. Ví dụ, năm 2017, bang này sản xuất hơn 540.000 tấn đào, trong khi Georgia thậm chí còn không nằm trong top 3 bang sản xuất nhiều đào nhất nữa đấy. Một số người tin rằng tiếng kêu của vịt không vang, nhưng không phải vậy. Tất cả âm thanh mà vịt phát ra đều có sóng âm thanh và có thể dội lại từ một bề mặt cứng để tạo ra tiếng vang. Lầm tưởng này xuất hiện là vì nơi hầu hết những loài vịt sinh sống đều là ao hồ. Khu vực đó bằng phẳng và không có gì để sóng âm dội lại. Tuy nhiên, ngay cả khi có đồi núi xung quanh, tiếng kêu của vịt cũng quá yếu để tạo ra tiếng vang lớn. Nhưng bất kỳ âm thanh nào cũng giống vậy đấy. Có rất nhiều chế độ ăn kiêng khuyến khích bạn cắt giảm tinh bột khỏi bữa ăn. Nhưng nhóm thực phẩm này là nguồn năng lượng chính của cơ thể. Không phải lúc nào tinh bột cũng làm bạn mập đâu. Mọi thứ phụ thuộc vào lượng tinh bột bạn tiêu thụ. Ăn quá nhiều tất nhiên sẽ dẫn đến tăng cân. Nhưng thay vì tránh hoàn toàn tinh bột, bạn có thể tập trung vào việc ăn các loại tinh bột có lợi cho sức khỏe. Đó có thể là đậu, đậu lăng, ngô, ngũ cốc, bánh mì nguyên khám. Chú chó của bạn không nhìn thế giới chỉ với hai màu đen và trắng đâu. Chuyên gia khẳng định rằng thị lực của chó không giống như người, và chúng không nhìn thấy các sắc thái mà bạn thấy, nhưng vẫn có thể phân biệt được màu. Một số người đội mũ vào mùa đông vì họ tin rằng 90% nhiệt lượng cơ thể thoát ra từ đầu. Nhưng bạn chỉ mất khoảng 10% nhiệt lượng cơ thể qua bộ phận này mà thôi. Nghĩa là không nhiều hơn lượng mất đi từ một bộ phận không được che chắn khác của cơ thể, như mắt cá chân, cổ hoặc bàn tay. Tam giác Bermuda được cho là khu vực gây đau thương của đại dương. Các thủy thủ và phi công thường mất liên lạc với phần còn lại của thế giới và biến mất ở đó mãi mãi. Nhưng đây chỉ là một lời đồn tích sự tò mò. Sự thật là tam giác quỷ Bermuda không có nhiều vụ đắm tàu hay mất tích bí ẩn hơn các tuyến đường thủy khác. Một quả táo mỗi ngày sẽ không khiến bác sĩ tránh xa. Họ vẫn sẽ gọi điện để xác nhận cuộc hẹn với bạn. Táo là một loại trái cây tuyệt vời, nó chứa nhiều chất xơ và vitamin C. Đúng là cả hai thành phần này đều rất quan trọng cho sức khỏe về lâu dài, nhưng không phải là chất duy nhất bạn cần. Ngoài ra, nếu vi khuẩn hoặc virus xâm nhập cơ thể bạn, thì táo sẽ không giúp được, bất kể bạn có ăn bao nhiêu. Vạn lý trường thành của Trung Quốc không phải là công trình nhân tạo duy nhất có thể nhìn thấy từ không gian. Nếu bạn ở độ cao khoảng 290 km so với mặt đất thì rất dễ thấy nó. Nhưng tại đây, bạn cũng có thể nhìn thấy đường cao tốc, cầu, đập, sân bay và các công trình xây dựng to lớn khác. Và nếu bạn đi xa hơn vào không gian, bạn sẽ chỉ nhìn thấy bức trường thành qua hình ảnh từ radar chứ không phải bằng mắt thường. Ngôn ngữ ký hiệu không phải là một ngôn ngữ chung trên toàn thế giới. Các quốc gia và khu vực khác nhau có những biến thể khác nhau. Ví dụ, ở Mỹ, người ta dùng ASL, viết tắt của ngôn ngữ ký hiệu Mỹ. Nó dựa trên bảng chữ cái đánh vần bằng ngón tay trên một tay. Còn ở Anh thì có BSL,
ngôn ngữ ký hiệu Anh. Nó sử dụng bảng chữ cái hai bàn tay. Người ta thường tin rằng thực phẩm hữu cơ chứa nhiều dinh dưỡng hơn và không có thuốc trừ sâu. Nhưng thật ra, có những loại thuốc trừ sâu được phép sử dụng trong quá trình canh tác hữu cơ. Chúng có nguồn gốc tự nhiên, nhưng đôi khi cũng có hại cho môi trường như các loại tổng hợp. Mặt khác, lượng hóa chất trên cả thực phẩm hữu cơ và không hữu cơ đều rất thấp, nên ăn cả hai loại đều cực kỳ an toàn. Và không có nghiên cứu nào chứng minh các sản phẩm hữu cơ chứa nhiều dinh dưỡng hơn cả. Sét thực sự có thể đánh xuống một nơi hai lần, hoặc lần thứ hai rất gần chỗ bị đánh đầu tiên. Điều này có nghĩa là việc cố gắng thoát khỏi nguy hiểm bằng cách nấp vào chỗ bị tia sét đánh trước đó là cực kỳ không an toàn. Hãy tìm nơi trú ẩn, không chạm vào bất cứ thứ gì bằng kim loại hoặc điện và tránh xa cửa sổ. Bạn có thể nghĩ đường là nguyên nhân khiến bạn đau đầu, nhưng thật ra thủ phạm có thể là do lượng đường trong máu bạn giảm nhanh. Ở một số người, bữa ăn chứa nhiều carbohydrate dẫn đến sự sản sinh hormone insulin dư thừa. Khi mức đường huyết giảm thì chúng ta sẽ bị đau đầu. Đường tự nhiên như mật ong được cho là tốt hơn đường đã qua chế biến. Nhưng các nhà khoa học chắc chắn rằng tác dụng sinh học của siro ngô và nhiều đường fructose lại gần giống như tác dụng của mật ong. Vấn đề duy nhất là mỗi khẩu phần kẹo và các món ngọt khác đều chứa nhiều đường hơn, đồng nghĩa là nhiều calo hơn. Ăn kem không khiến tình trạng cảm lạnh tồi tệ hơn. Thật nhẹ nhõm đấy. Một số người tin rằng các sản phẩm từ sữa làm tăng sự sản sinh dịch nhầy. Nhưng các chuyên gia khẳng định điều đó không đúng. Ngược lại, thực phẩm từ sữa đông lạnh có thể làm dịu cơn đau họng. Ngoài ra, kem có thể mang đến cho bạn lượng calo mà bạn thiếu do không ăn đấy. Rất nhiều người cho rằng bồn toilet chứa đầy vi trùng. Đúng là phòng tắm không phải là nơi vệ sinh nhất, nhưng toilet sạch hơn nhiều thứ, ví dụ như điện thoại di động của chúng ta. Vâng, vì toilet thường được tẩy rửa và khử trùng, nên theo thống kê, số lượng vi trùng trên toilet ít hơn trên các thiết bị chúng ta dùng, nhiều nhất đến 10 lần. Eo ơi! Người ta thường nghĩ con người có 5 giác quan trải nghiệm: thính giác, xúc giác, thị giác, vị giác và khứu giác. Nhưng điều đó không đúng hoàn toàn. Bạn có ít nhất 4 giác quan phụ khác. Điều này hợp lý mà. Bạn cũng có giác quan định hướng trong không gian, cảm quan về nhiệt độ, cảm quan về sự thăng bằng và cảm giác về tình trạng sinh lý của bạn. Cơ bắp sẽ không bị chuột rút nếu bạn bơi ngay sau khi dùng bữa. Cơ thể bạn sẽ cần thêm máu để tiêu hóa tất cả số thức ăn này, nhưng sẽ không đủ để điều chỉnh cho các cơ ở chân và tay hoạt động đúng cách. Có người sử dụng nhiều hơn 10% bộ não. Bộ não của bạn bận rộn cả ngày lẫn đêm. Nó cần khoảng 20% năng lượng của cơ thể và không bao giờ tắt hoàn toàn. Mỗi vùng của bộ não thực hiện một chức năng riêng ngay cả khi bạn không để ý. Trứng màu trắng tốt cho sức khỏe không kém trứng màu nâu. Màu sắc của vỏ trứng tùy thuộc vào loại gà đẻ ra nó. Giá trị dinh dưỡng của trứng liên quan đến thức ăn của gà hơn. Chim mẹ sẽ không bao giờ từ chối chim con của chúng, ngay cả khi nó đã bị con người đụng vào. Hầu như tất cả các loài chim đều có khứu giác kém. Đó là lý do tại sao chúng không phân biệt được sự khác biệt. Bạn không cần khổ công uống 8 cốc nước mỗi ngày đâu. Lượng nước bạn cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sức khỏe tổng quát, mức độ hoạt động và khu vực nơi bạn sống. Lực hấp dẫn của mặt trăng không gây ra thủy triều. Vệ tinh tự nhiên của trái đất kéo theo nước dưới đại dương, nhưng lực kéo này yếu hơn lực hấp dẫn của hành tinh chúng ta 100 triệu lần. Thứ tạo ra lực thủy triều là sự tác động lẫn nhau giữa lực hấp dẫn của trái đất, mặt trăng và mặt trời. Thêm vào đó, lực này giống như lực đẩy hơn là lực kéo. Có một quan niệm sai lầm rằng nước có ga không giúp bạn bổ sung nước như nước không có ga. Nhưng nghiên cứu chứng minh rằng điều này là sai. Ví dụ, những người tham gia một trong số những nghiên cứu này đã đạp xe cho đến khi đổ một lượng mồ hôi bằng 4% trọng lượng cơ thể. Sau đó, họ uống nước ngay lập tức. Đầu tiên là nước không có ga. Lần thứ hai, họ uống nước có ga. Tiếp theo, họ được cho uống nước đường. Và sau đó là nước đường có ga. Kết quả là quá trình bão hòa carbon không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào về hiệu quả bù nước cho những người tham gia.
Everest được xem là ngọn núi cao nhất trên trái đất, nhưng nó chỉ đúng nếu chúng ta nói về độ cao trên mực nước biển. Nếu tính theo chiều cao từ chân đến đỉnh, thì ngọn núi cao nhất trên hành tinh là Mauna Kea ở quần đảo Hawaii. Everest cao 9.000m so với mực nước biển. Đối với Mauna Kea thì con số này chỉ là 4.200m, nhưng nó vẫn còn độ cao 6.000m dưới Thái Bình Dương nữa. Điều này có nghĩa là phần lớn hơn của ngọn núi bị nhấn chìm và tổng chiều cao của nó là 10.200m, cao hơn Everest gần 1,5 km. Tắc kè hoa có thể thay đổi màu sắc, nhưng loài vật này không tự ngụy trang. Sự thay đổi màu sắc giúp tắc kè hoa điều hòa thân nhiệt và giao tiếp với đồng loại. Không phải nhiệt độ làm nên sa mạc, mà là sự thiếu mưa. Đúng là hầu hết các sa mạc nổi tiếng đều nóng, nhưng một số lại lạnh cống và được gọi là sa mạc vùng cực. Bạn có thể tìm thấy những nơi này ở Greenland và Nam Cực. Những người não phải giỏi phân tích, còn những người não trái lại rất sáng tạo. Đó chính là những gì hầu hết chúng ta đều tưởng. Đúng là hai bán cầu não sẽ tham gia nhiều hơn vào những nhiệm vụ nhất định. Ví dụ như bán cầu não trái phụ trách mảng ngôn ngữ, nhưng chưa có nghiên cứu nào cho thấy não phải hoặc não trái của con người chiếm ưu thế hơn cả. Khi thở hổn hển, phần lớn các chú chó sẽ thè lưỡi khỏi miệng. Vì thế, nhiều người nghĩ đây là cách chó đổ mồ hôi. Trên thực tế, tuyến mồ hôi của chó nằm ở bàn chân. Thêm vào đó, còn có các tuyến mồ hôi khác trên khắp cơ thể chúng. Chó thở hổn hển để làm bay hơi ẩm từ mũi, lưỡi và niêm mạc phổi. Điều này cũng giúp chúng hạ nhiệt. Hươu cao cổ ngủ nhiều hơn 30 phút mỗi ngày, nhưng có lẽ không nhiều bằng bạn đâu. Chu kỳ ngủ của chúng khá đặc trưng. Sau khi các nhà nghiên cứu theo dõi một đàn hươu cao cổ, họ phát hiện ra chúng ngủ vào ban đêm và chợp mắt vào buổi chiều. Tổng cộng, hươu cao cổ ngủ khoảng 5 tiếng mỗi ngày. Khi bạn gọi cho ai đó bằng điện thoại di động, tín hiệu sẽ không truyền qua vệ tinh. Thiết bị của bạn liên tục tìm kiếm các tín hiệu vô tuyến không dây. Sau đó, nó truyền dữ liệu đến và đi từ các trạm di động trên mặt đất. Giả sử bạn gọi cho một người bạn, lúc đó trạm gần nhất kết nối bạn với một trạm khác thông qua mạng lưới kết nối khổng lồ từ trạm này sang trạm khác. Có một lầm tưởng rằng máu của bạn sẽ chuyển sang màu xanh nếu hết oxy. Quan niệm sai lầm này là do ảo ảnh quang học. Máu có thể trông xanh xao vì bạn nhìn nó qua các lớp mô, đó là lý do khiến nó có màu khác. Không phải tất cả sao chổi đều có đuôi. Điều này phụ thuộc vào vị trí của nó. Nếu sao chổi ở xa một ngôi sao thì nó sẽ giống một khối băng và đá đóng băng nhỏ. Nhưng khi nó đến gần một ngôi sao, băng bắt đầu phân tán vì bức xạ mặt trời, nên trông giống một cái đuôi. Đôi khi, đuôi của sao chổi quá mờ để thấy được. Quan sát thấy hàng triệu ngôi sao, ngay cả trong đêm quang đãng nhất hoặc khi bạn ở xa các nguồn sáng là điều không thể. Con số cao nhất bạn có thể nhìn thấy nếu may mắn và có thị lực tốt là khoảng 3.000. Đây là những ngôi sao gần hành tinh chúng ta nhất và đủ sáng. Rất nhiều vật thể phát sáng mà bạn thấy trên bầu trời là vệ tinh nhân tạo, hành tinh và các thiên hà xa xôi. Con người có thể phát triển các tế bào não mới. Bạn không bắt đầu cuộc sống với cùng một bộ tế bào não mà bạn sẽ có. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy não liên tục sẽ sinh ra các tế bào mới ngay cả khi bạn đã trưởng thành. Ít nhất, quá trình này diễn ra ở một số vùng nhất định trong não. Việc này không mang lại cho bạn hy vọng sao? Bạn có thể để yên cho ong bắp cày, nhưng đừng quá chắc chắn rằng chúng cũng làm thế. Ong mật tôn trọng ranh giới của con người, và nếu bạn không làm việc chúng sẽ không làm bạn đâu. Nhưng ong bắp cày rất xấu tính. Chúng có thể đốt bạn ngay cả khi bạn chỉ đi qua tổ của chúng. Vành đai tiểu hành tinh giữa sao hỏa và sao mộc không phải là một nơi có những tảng đá lớn ngẫu nhiên trôi nổi và liên tục va chạm. Nếu ở đó, bạn sẽ thấy nó trống không và yên bình đến mức nào. Các tiểu hành tinh ở rất xa nhau nên khả năng va chạm là rất nhỏ. Nếu bạn đi bằng tàu vũ trụ, radar sẽ dễ dàng phát hiện ra các tiểu hành tinh và giúp bạn tránh chúng. Mật ong có thể bị hỏng nếu bạn không đậy nắp và để trong môi trường ẩm ướt. Đảm bảo luôn đậy kín và không để nước lọt vào bên trong nhé. Khi đó, mật ong của bạn sẽ có thể ăn được trong một thời gian dài.
đặc tính kháng khuẩn của mật ong sẽ không cho phép bất kỳ sinh vật nào phát triển trong đó. Mặt trăng không thực sự có một bên tối, vẻ tính tự nhiên này được khóa thủy triều với trái đất. Đó là lý do chúng ta luôn chỉ nhìn thấy một bên của nó. Mặt trời, mặt trăng và hành tinh chúng ta đều chuyển động không ngừng. Đôi khi bên mà chúng ta nhìn thấy của mặt trăng được chiếu sáng, còn bên kia tối và ngược lại. Tôi hy vọng bạn đã thấy được khai sáng. Tuy chúng ta rất thích các trận chiến không gian hoành tráng đi kèm những vụ nổ đâm xuyên màn đêm trống rỗng với âm thanh chíu chíu vùi nhộn, nhưng thật ra đó không phải là điều sẽ xảy ra khi có thứ gì đó phát nổ trong vũ trụ đâu. Về cơ bản, không gian là chân không, nghĩa là ở đây không có oxy, trong khi đó oxy lại là một phần thiết yếu của mọi quá trình đốt cháy trên trái đất. Có thể bạn sẽ tranh luận với tôi rằng các ngôi sao vẫn cháy và nổ thành nhiều siêu tân tinh mà, nhưng điều đó cũng không thực sự chính xác. Các ngôi sao không dùng oxy, vì vậy chúng không cháy, tuy nhiên các phản ứng nhiệt hạch luôn diễn ra bên trong chúng. Vì thế, một con tàu vũ trụ chỉ có thể phát nổ giống các ngôi sao khi nó trang bị một nhà máy phát điện hạt nhân. Nếu không thì hiệu ứng đặc biệt duy nhất mà bạn được nhìn thấy chỉ là một tia chớp ngắn sẽ biến mất trong nháy mắt. Oxy lỏng thường có mặt trên tàu vũ trụ bị đốt cháy rất nhanh trong môi trường chân không của không gian. Đối với tiếng nổ, oxy cũng có vai trò tối quan trọng. Âm thanh chỉ truyền đi khi các phân tử không khí va vào nhau. Vì không có không khí trong không gian nên toàn bộ cảnh tượng ấy sẽ hoàn toàn lặng thinh. Và điều đó cũng không hẳn là không tốt, vì hẳn là tiếng động đến từ mặt trời có lẽ sẽ rất chói tai nếu âm thanh có thể truyền đi trong không gian. Nhiều đạo diễn phim khoa học viễn tưởng muốn chúng ta tin rằng mặt trăng có bên tối, nhưng điều đó không đúng đâu. Vệ tinh thiên nhiên của chúng ta được khóa thủy triều với trái đất. Điều này có nghĩa là một mặt của nó luôn hướng về phía chúng ta, trong khi mặt còn lại luôn hướng đi chỗ khác. So với mặt trăng thì mặt trời nằm xa trái đất hơn nhiều. Bên cạnh đó, mặt trăng và trái đất đều xoay tròn, nóng lên và được chiếu sáng lần lượt cắt mặt. Điều này có nghĩa là cứ sau một khoảng thời gian ngắn, mặt trăng lại được mặt trời chiếu sáng. Một trong số hai mặt, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy điều đó từ mặt đất. Mặc dù mọi thứ trong không gian dường như không có trọng lượng, nhưng trên thực tế, trọng lực vẫn có mặt ở khắp nơi. Khi bạn càng di chuyển ra xa khỏi một vật thể nặng, thì thứ lực này càng yếu đi. Ví dụ như hành tinh chúng ta, nhưng nó vẫn ở đó. Trên thực tế, không có bất kỳ nơi nào trong vũ trụ không bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn đến từ các vật thể vũ trụ. Những thứ có khối lượng đều có trọng lực, kể cả bạn và tôi. Nhưng các vật thể không gian lại quá lớn nên chúng kéo những vật nhỏ hơn về phía chúng. Đó là lý do tại sao các hành tinh thuộc hệ mặt trời lại quay quanh mặt trời và toàn bộ dải ngân hà của chúng ta đang quay quanh tâm của chính nó. Các nhà khoa học tin rằng ở đó có một lỗ đen cực lớn, nặng hơn mặt trời khoảng 4 triệu lần, có nhiệm vụ ngăn không cho các ngôi sao và các hệ sao bay sụp đổ. Người hùng trong những bộ phim rời quỹ đạo của sao hỏa trên con tàu vũ trụ đáng tin cậy của họ và khởi hành đến sao mộc. Mặt của họ dữ tợn và kiên định, dù họ biết mối đe dọa đang chờ mình ở phía trước chính là vành đai tiểu hành tinh. Họ ngụp lặn để tránh các tiểu hành tinh đang bay với tốc độ cực lớn về phía con tàu, nhưng một trong số đó vẫn va trúng họ. Không sao, đó chỉ là một vết xước mà thôi, thật may mắn. Cuối cùng, người hùng của chúng ta đã thoát được khỏi khu vực nguy hiểm và lau mồ hôi trên trán bằng bàn tay đang run rẩy. Nghe thật quen thuộc, nhưng điều đó không hề đúng sự thật. Chỉ có rất ít các tiểu hành tinh nằm trong vành đai giữa sao hỏa và sao mộc và chúng cách xa đến mức nếu di chuyển qua khu vực đó, có thể bạn sẽ chẳng gặp được bất kỳ tiểu hành tinh nào trong suốt chặng đường. Có khoảng 1,5 triệu cộng trừ nửa triệu thiên thạch lớn bay ở đó. Nhưng đừng quên không gian là một nơi rộng lớn. Khoảng cách giữa hai tiểu hành tinh có kích thước đáng kể sẽ là hàng triệu km. Vì vậy, một cuộc rượt đuổi trong không gian của hai con tàu len lỏi giữa những tảng đá trôi nổi sẽ khá nhàm chán đấy. Không gian thường được miêu tả là một nơi tối đen, lạnh lẽo và hoang vu, nhất là khi một phi hành gia trong phim rời khỏi con tàu vũ trụ an toàn của họ. Tất cả những dòng mô tả này đều đúng, ngoại trừ sự lạnh lẽo. Nó chỉ đúng khi bạn đang ở một góc nào đó rất xa trong dải ngân hà, nơi không có ngôi sao nào ở gần đó. Còn nếu bạn đang ở trong quỹ đạo của trái đất và đứng đối diện mặt trời, thì nhiệt độ trong vùng chân không của vũ trụ có thể nóng đến thiêu đốt và lên tới 120 độ C. Đó là lý do tại sao các bộ đồ không gian có màu trắng. Màu này phản chiếu ánh sáng tốt hơn bất kỳ màu sắc nào khác. Tuy nhiên, nhiệt độ ở những vị trí phía sau lưng bạn, nơi ánh nắng mặt trời không chạm tới, có thể sẽ lạnh cóng. Nhiệt không lan tỏa đồng đều trong không gian, nên nếu không hướng về phía nguồn nhiệt thì bạn sẽ cảm thấy rất lạnh.
mặt trời trong phim luôn có màu vàng. Tuy nhiên trên thực tế, màu của mặt trời mà chúng ta nhìn thấy từ trái đất là một ảo ảnh quang học được tạo ra bởi bầu khí quyển trái đất, tương tự như bầu trời xanh vào ban ngày vậy. Ánh sáng từ mặt trời lan tỏa trong bầu khí quyển và bị biến dạng rồi tạo nên những cảnh tượng đầy màu sắc lúc bình minh và hoàng hôn. Trong môi trường chân không của không gian, ánh sáng không bị khúc xạ nên mặt trời sẽ xuất hiện với màu trắng vốn có. Quả cầu khí phát sáng này nóng đến như vậy đấy. Một tia sáng lóe lên bầu trời, theo sau bởi một cái đuôi khói, rồi một tảng thiên thạch nóng đỏ đâm xuống đất, để lại miệng núi lửa lớn cháy như than sau vụ va chạm. Chà, mặc dù chi tiết đuôi khói và miệng núi lửa cũng đúng một phần, nhưng các thiên thạch không thực sự nóng lên như vậy trong khi rơi xuống. Thiên thạch là một tiểu hành tinh, và bằng một cách nào đó, nó đã đi vào bầu khí quyển của trái đất và sống sót sau sự tác động của lực ma sát rồi rơi xuống bề mặt. Thiên thạch rơi xuống, trái đất xảy ra khá thường xuyên, chỉ là chúng ta không nhìn thấy những tảng đá đó vì chúng thường khá nhỏ và rơi vào những khu vực không có người ở. Nhưng ngay cả khi một thiên thạch rơi xuống thành phố thì miệng núi lửa cũng sẽ xuất hiện do nó có tốc độ rất cao chứ không phải do sức nóng của thiên thạch. Do ma sát nên nhiệt độ của thiên thạch tăng lên rất cao nhưng không đủ để đốt cháy mọi thứ trên mặt đất. Dù chúng ta muốn tin vào công nghệ liên lạc tức thì giữa tàu vũ trụ và hành tinh, nhưng điều đó là không thể hay ít nhất là chưa vào lúc này. Hệ thống thông tin liên lạc ngày nay sử dụng tín hiệu vô tuyến và công nghệ này có tốc độ khá chậm so với sự giãn nở nhanh chóng của không gian. Phải mất nhiều năm để một tín hiệu như vậy đi hết một năm ánh sáng, chứ chưa nói đến hàng trăm và hàng nghìn. Nếu bạn muốn gửi thông điệp đến một thiên hà ở rất xa trái đất thì hãy chuẩn bị tinh thần để đợi khoảng vài thiên niên kỷ và sau đó là thêm vài thiên niên kỷ nữa để nhận được hồi âm nhé. Sẵn đây thì không gian không đông đúc và có nhiều sự kiện như những gì diễn ra trên màn ảnh rộng đâu. Hầu hết tất cả các nơi trong không gian đều khá là cô đơn. Các hành tinh, ngôi sao và những vật thể khác bị chia tách bởi hàng tỷ dặm tinh không. Ngay cả khi bạn có một con tàu vũ trụ có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, thì hầu như bạn cũng chỉ nhìn thấy khoảng không đen tối với rất nhiều các vì sao và hành tinh ở rất xa. Khoảng cách đó là rất lớn, ngay cả giữa các vật thể gần nhất. Để hiểu rõ hơn thì mặt trăng mà bạn có thể nhìn thấy rõ trong một đêm thoáng đãng cách chúng ta tới khoảng 384.400 km, bằng gần 10 vòng đi du hí quanh trái đất. Động cơ warp có thể bẻ cong không thời gian và đưa bạn đến một góc xa xôi tại một thiên hà khác trong nháy mắt. Đó là yếu tố chính của bất kỳ bộ phim phiêu lưu vũ trụ. Nhưng con tàu vũ trụ có kỳ tích như vậy luôn được giới thiệu là có thể tăng tốc từ không lên đến mức nhanh hơn ánh sáng ngay lập tức. Theo các định luật vật lý thì ít ra những người ngồi trên tàu cũng nên bị ép chặt người vào ghế. Nói một cách chính xác hơn, không ai có thể sống sót với gia tốc như vậy vì có quá nhiều lực đè lên cơ thể người mỏng manh. Vì vậy, con người phải tìm ra cách giảm tác động của sự quá tải lực trước khi bắt đầu nghĩ đến việc bẻ cong không gian. Nước không phải là nguồn tài nguyên hiếm và quý nhất trong vũ trụ. Trên thực tế, có một đám mây vũ trụ khổng lồ cách chúng ta vài triệu năm ánh sáng với cấu tạo chỉ toàn là nước. Trữ lượng của nó đủ để lấp đầy tất cả các đại dương của chúng ta 140.000 tỷ lần. Và dường như có rất nhiều hành tinh sở hữu nước lỏng trong vũ trụ, trong đó có những hành tinh thuộc hệ mặt trời. Tài nguyên quý giá nhất trong không gian là sự sống, và nguồn tài nguyên này cần rất nhiều thứ, chứ không chỉ là nước lỏng. Các phi hành gia thường xuất hiện trong mắt công chúng với những bài tập thể dục trên ISS và những con tàu vũ trụ viễn tưởng, và điều đó là đúng, họ cần hoạt động thể chất. Nhưng lý do không phải là vì họ cần một cơ thể khỏe mạnh để làm việc ngoài không gian đâu. Lực hấp dẫn ngoài không gian yếu hơn nhiều so với ở trái đất, và các phi hành gia không cần sử dụng cơ nhiều như khi ở trái đất. Vì vậy, khi họ trở lại mặt đất, trọng lực tác động lên họ như một cái búa tạ và cơ thể sẽ trở nên mềm yếu hơn trước. Để giảm bớt những ảnh hưởng đó, họ phải tập luyện mỗi ngày. Mặc dù người ta cho rằng chúng ta có thể nhìn thấy hàng triệu ngôi sao vào một đêm trong veo đầy sao, nhưng con số đó khiêm tốn hơn nhiều, chỉ khoảng 3.000 ngôi sao mà thôi. Còn lại các vật thể phát sáng khác và bị tưởng lầm là các ngôi sao khác, ví dụ như hành tinh, những thiên hà xa xôi và thậm chí là cả vệ tinh nhân tạo nữa. Chúng được chiếu sáng bởi các ngôi sao thật, giống như mặt trăng, vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy chúng. Nhưng do các vật thể này ở rất xa nên mọi người không thể phân biệt được liệu chúng có phải là sao hay không. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng một bầu trời như thế vẫn rất tuyệt vời nhỉ. Một năm của người không giống với một năm của chó. Có lẽ bạn nghĩ rằng chó giải nhanh hơn chúng ta gấp 7 lần, nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Trên thực tế, một chú chó sống được một năm sẽ tương đương với 31 tuổi. Ở tuổi này,
khả năng cao nó đã có con rồi. Nhưng đến đây lại phức tạp hơn nè. 2 năm của người không đồng nghĩa với việc chú chó của bạn được 62 tuổi. Chó sẽ cần khoảng 4 năm con người nữa trước khi đến tuổi già. Chú chó 4 tuổi tương đương với 50 tuổi, nhưng chú chó 7 tuổi tương đương với 62 và chú chó 8 tuổi sẽ chỉ là 64 tuổi. Vậy, chúng già đi nhanh hơn nhưng cũng dần chậm hơn qua thời gian. Lần sau, khi bạn tổ chức sinh nhật cho người bạn thân của mình, nhớ cắm thật nhiều nến trên bánh và mua nhiều quà hơn bình thường nhé. Một quan niệm sai lầm phổ biến là chó bị mù màu. Không nha, chỉ là chúng không nhìn màu được chính xác như chúng ta thôi. Chúng gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa màu đỏ và màu xanh lá cây. Tất cả đều trông giống một màu, pha trộn giữa xám, nâu, xanh dương và cả màu vàng. Đó là vì mắt của chúng thiếu một trong 3 cơ quan nhận kích thích ánh sáng cần thiết để cảm nhận màu sắc hoàn chỉnh. Bạn không thể dạy chó già các thủ thuật mới. Sai, vì đã lớn tuổi nên bạn cần kiên trì hơn khi dạy chúng, nhưng không phải là không thể. Mấu chốt ở đây là hãy tích cực nhất có thể. Nếu bạn thấy chúng không muốn học bây giờ thì cũng không sao, hãy để chúng nghỉ ngơi và sau một lúc, bạn có thể tiếp tục buổi huấn luyện. Phần thưởng vẫn phải là phần quan trọng nhất của toàn bộ thử thách. Sau khi Max thành công với việc nói, hãy thưởng loại bánh quy nó thích. Sau đó, nó sẽ nói theo lệnh mỗi khi bạn yêu cầu. Chú chó đó đeo giày kìa. Trông có vẻ không cần thiết, nhưng hôm nay nhiệt độ ngoài trời là 38 độ C. Hãy tưởng tượng bạn đi bộ chân trần trên đường nhựa trong cái nóng này mà xem. Bạn sẽ có cảm giác như đang bước trên dung nham, và chú chó của bạn cũng vậy. Một số chú chó có khả năng tốt hơn trong việc đối phó với các điều kiện thời tiết khác nhau, nhưng giày sẽ giúp bàn chân của cún không bị tổn thương. Tương tự trong mùa đông, khi trời lạnh cóng, bạn sẽ không thể đi bộ ngoài trời mà không mặc áo khoác. Vì vậy, hãy đảm bảo là cún cưng cũng ấm áp nhé! Các chú chó nhiều lông không cần được cắt tỉa lông để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chúng có một thứ được gọi là lớp lông dưới, và mùa đông, lớp này dày lên, mang theo một lớp bảo vệ bổ sung cho cún khỏi cái lạnh. Sau đó, vào mùa xuân, chú chó của bạn sẽ rụng bớt lông. Vẫn là lớp lông dưới giúp chó cảm thấy thoải mái trong những ngày nắng nóng. Khi bạn cạo lông của chó, lớp lông mới mọc có thể bị xoăn hoặc rối vào nhau, vậy nên tốt nhất là hãy để nguyên. Bạn luôn có thể tìm thấy nhiều giải pháp khác để giúp cún được mát mẻ mà. Khi đưa cún ra ngoài, hãy để chúng ở trong bóng râm và luôn mang theo một chai nước lạnh để giúp người bạn của bạn giải khát. Ở nhà, bạn có thể lót khăn ẩm cho chúng nằm. Nếu có một khu vườn, bạn cũng có thể bật vòi phun nước để Max chạy tự do. Nó sẽ tập thể dục và vui chơi thỏa thích. Dù không phải chú chó nào cũng bơi giỏi, nhưng mọi chú chó đều yêu thích bơi lội. Nếu chú chó của bạn bơi không giỏi, thì có lẽ là do bộ ngực đô con và cái đầu lớn của nó. Trên thực tế, biết đâu nó còn không thể nổi. Hãy sắm cho cún áo bơi được thiết kế đặc biệt cho chó nhé! Một số người có thể cho rằng cửa sổ mở hé là đủ để giữ một chú chó trong xe. Điều này không đúng, vì chỉ sau vài phút ngồi trong xe hơi nóng hoặc lạnh là cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chú cún. Nếu thấy chó ở trong xe hơi, một số bang còn cho phép bạn thả chó ra để nó có thể hít thở. Nếu chú chó của bạn không thể chịu được người đưa thư thì hẳn là nó đang cố gắng để bảo vệ bạn. Nó sủa vì muốn cảnh báo bạn, thủ lĩnh đầu đàn của nó, rằng người đưa thư xấu xa đang đến. Bạn có thể khắc phục điều này bằng cách giới thiệu họ với nhau. Như vậy, chú chó của bạn sẽ coi người đưa thư là bạn chứ không phải kẻ xấu. Khác với bạn, chó không ngáp vì buồn ngủ. Ngáp là một cách để chúng thể hiện sự lo lắng. Nếu nó không thích mèo và có một con mèo ở gần, có thể nó sẽ ngáp. Hoặc có một người mới trong nhà và Max cảm thấy không thoải mái với sự có mặt của họ. Hoặc bạn đưa chú chó của mình đến buổi hẹn vui chơi nhưng chúng không hòa hợp với nhau. Max liên tục ngáp vì cậu cảm thấy buồn. Ngáp cũng là một cách để thể hiện rằng bạn đã hết kiên nhẫn. Có lẽ đã đến lúc cả hai phải rời đi rồi. Chó ăn cỏ khi chúng bị ốm nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nếu bạn nói chuyện với bạn bè quá lâu so với dự kiến và thấy cún của mình đang ăn cỏ, thì có lẽ nó chỉ đang chán như con rán mà thôi. Nhiều khi chúng làm thế để chống đối, hoặc chỉ để cho vui. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cỏ không bị phun thuốc. Dù sao, cũng đừng để cún ăn quá nhiều cỏ nhé. Không thì bạn sẽ phải đưa nó đến bác sĩ thú y đấy. Dù chỉ một xíu, sô-cô-la cũng gây độc cho chú cún, và bạn nên cất kỹ sô-cô-la vào mọi lúc.
bao gồm bột cacao và sô-cô-la làm bánh nữa đấy. Điều này cũng áp dụng cho mèo. Nếu bạn nghi ngờ rằng thú cưng của mình đã ăn một lượng sô-cô-la lớn, hãy đưa nó đến phòng thú y ngay lập tức. Những chú chó được huấn luyện tốt sẽ làm những gì chúng phải làm và tuân theo mệnh lệnh. Nhưng đừng nghĩ rằng chúng sẽ không bao giờ cắn bạn. Chó có thể bị mất kiểm soát cảm xúc. Hãy tưởng tượng chú chó của bạn đang sợ hãi. Bạn đưa nó vào một tình huống không thoải mái với nhiều gương mặt mới. Việc này đã diễn ra một lúc lâu và Max không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Rồi có một người lạ hoắc cố thỏ tay ra nựng nó và bị trừng phạt. Không thô lỗ, nhưng là do chúng bị bất ngờ. Có lẽ nó cảm thấy cần phải phòng thủ. Một nguyên nhân khác khiến nó cắn người là do suy nghĩ cần bảo vệ bạn. Hoặc biết đâu, nó cảm thấy bị ai đó hăm dọa chẳng hạn. Bạn nuôi hai chú chó và chuẩn bị trở về nhà của mình. Một con thì đang đợi bạn trên giường của nó. Nó không hề sủa ầm ĩ hay vẫy đuôi chào mừng gì hết. Con còn lại thì chạy tuốt ra cửa. Nó rên rỉ, nhảy nhót và vẫy lắc cả cơ thể trong khi chạy lòng vòng quanh bạn. Điều này không có nghĩa là nó yêu bạn nhiều hơn, mà chỉ có nghĩa rằng nó chưa được huấn luyện đúng cách. Việc vẫy đuôi không phải lúc nào cũng có nghĩa rằng chú chó của bạn đang phấn khích. Bạn có thể quan sát đuôi chó để hiểu cảm giác của nó. Nếu dựng đứng nhưng không vẫy đuôi thì nó đang cảnh giác nhưng cũng đang cố khẳng định vị trí lãnh đạo của mình. Vẫn dựng cao nhưng giờ đã cử động, nghĩa là cảm xúc đã thay đổi một chút. Nó cảnh giác nhưng vui vẻ. Nó vẫn đang cố chứng tỏ mình là sếp ở đây, nhưng ít ra bây giờ nó đang rất phấn khích. Khi đuôi quặp vào giữa hai chân, chú cún cảm thấy sợ hãi. Hoặc nếu có một con chó alpha gần đó thì nghĩa là chú cún của bạn thừa nhận sự dẫn dắt của nó. Đuôi duỗi thẳng có nghĩa là cún đang tiếp nhận thông tin mới, cảm nhận căn phòng. Tuy nhiên, nó không phản ứng mà chỉ trung lập khi làm điều này. Chó vẫy đuôi nhanh đồng nghĩa với sự phấn khích. Càng vẫy nhanh thì chúng càng thích thú. Vẫy đuôi chậm truyền tải sự bất an. Điều này có thể là do một con chó khác hoặc một người khác. Bây giờ, hãy tưởng tượng cún yêu đang lắc toàn bộ cơ thể của nó. Bạn thấy cả hông nó cũng đong đưa theo. Điều này nghĩa là nó thân thiện. Việc này có thể xảy ra khi bạn đang ở trong thang máy và nó nhìn thấy cậu bạn thân của nó ở khu chung cư. Tệ nhất là khi chúng vẫy đuôi cực kỳ nhanh và dựng thẳng đứng. Khi đó, rất có thể chú chó của bạn đang ích kỷ với người khác. Nó cảm thấy muốn chiếm hữu bạn. Tốt nhất, bạn nên tránh khỏi những tình huống như vậy. Nếu chó vẫy đuôi sang phải, nghĩa là nó thoải mái, và vẫy đuôi sang trái đồng nghĩa với sự căng thẳng. Nếu cuối cùng cũng có người phát minh ra phương pháp du hành thời gian và bạn có một chuyến du hành về quá khứ, bạn sẽ không thể nhận ra nhiều thứ bạn biết và yêu thích ngày nay. Tượng nữ thần tự do và kim tự tháp Ai Cập, một số thiết bị cơ bản như điều khiển từ xa và máy tính xách tay của bạn, và thậm chí cả bắp ngô bạn ăn trưa đều đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Khi các kim tự tháp ban đầu được xây dựng ở Ai Cập cổ đại, ở Giza và những nơi khác, chúng không hề có màu nâu cát, tất cả đều được lát đá vôi trắng. Nếu ngắm nhìn chúng dưới cái nắng nóng bỏng của châu Phi, bạn sẽ thấy chúng trơn mịn và sáng bóng đến mức bạn sẽ phải quay mặt đi. Các công nhân xây dựng đã sử dụng khoảng 6 triệu tấn đá vôi cho riêng kim tự tháp Giza vĩ đại. Đây là kim tự tháp lớn nhất mà bạn vẫn có thể thấy trong chuyến đi đến Ai Cập. Các quy định ở địa phương khá tiết kiệm và họ đã tái sử dụng một số đá ốp tường cho các dự án xây dựng khác. Một trận động đất lớn vào thế kỷ thứ 14 cũng đã làm lung lay một số tảng đá. Vì vậy, bạn sẽ không thấy nhiều đá vôi, nhưng một số vẫn còn ở đó, trên đỉnh kim tự tháp Khafre ở Giza. Có vẻ như nó có đỉnh thứ hai nằm trên đỉnh đầu tiên. Vào thời cổ đại, tất cả các kim tự tháp đều có phần đỉnh, được gọi là tháp chóp, được phủ hỗn hợp vàng và bạc. Hầu hết chúng đã bị thất lạc qua nhiều thế kỷ, nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy một số tháp chóp ở các viện bảo tàng. Chúng thể hiện hình ảnh của các vị thần Ai Cập. Các kim tự tháp có lẽ được mô phỏng theo tảng hòn đá nhọn thiêng liêng Benben. Nó đại diện cho những tia sáng của mặt trời. Giờ đây, việc nâng những tảng đá nặng không còn đơn giản nếu không có công nghệ ngày nay. Tôi đoán bạn sẽ đồng ý với điều này nếu bạn đã từng giúp bạn bè chuyển nhà ít nhất một lần và họ nhờ bạn vác theo chiếc ghế dài. Nhưng những người Ai Cập thông minh ngày xưa đã nghĩ đến điều đó và chọn hình dạng kim tự tháp. Nó cho phép trọng lượng phân bổ đều khắp toàn bộ vật thể. Tượng nữ thần tự do cũng đã có sự thay đổi lớn kể từ khi nó được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1886. Dù bạn có tin hay không, nó từng có màu nâu sáng bóng, giống như một đồng xu. 20 năm sau, nó đổi thành màu xanh lục.
đó không phải là một tuyên bố thời trang, mà là một phản ứng hóa học. Bức tượng được bao phủ bởi hàng trăm tấn đồng mỏng. Khi đồng phản ứng với không khí, nó tự nhiên tạo thành một lớp bảo vệ, gọi là verdigris. Lớp này bảo vệ phần bên trong nó khỏi bị ăn mòn, và đó là lý do tại sao các bức tượng và những thứ khác làm bằng đồng, đồng thau có thể tồn tại lâu dài như vậy. Khi nữ thần tự do lần đầu tiên chuyển sang màu xanh lá cây, những người có thẩm quyền cho rằng việc sơn toàn bộ bức tượng là một ý tưởng hay. Việc này xảy ra trước khi xuất hiện mạng xã hội rất lâu, vì vậy bạn không thể để lại bình luận giận dữ bên dưới bài đăng mô tả ý tưởng này. Nhưng họ đã viết về nó trên các tờ báo địa phương và công chúng không thích ý tưởng đó. Sau đó, tờ Times đã phỏng vấn một nhà sản xuất đồng thau và ông này khẳng định họ không nên sơn lại vì loại bỏ lớp bảo vệ đồng nghĩa với việc phá hủy bức tượng. Trong nhiều năm qua, người ta đã nhiều lần đề nghị sơn vẽ nữ thần tự do nhưng chưa có ai thực hiện. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi không thể tưởng tượng nữ thần sẽ có màu sắc nào khác, vì vậy tôi đoán như vậy sẽ tốt hơn. Bạn có thích chuối nhiều như tôi không? Lần tới khi bạn thưởng thức trái chuối mềm, mọng nước, hãy nhớ rằng bạn phải cảm ơn việc lai tạo chọn lọc để có được kết cấu đó. Chuối rừng ban đầu có nhiều hạt to, cứng và cùi không ngon lắm. Và này, ai lại không thích dưa hấu có vị ngọt chứ? Nó có lịch sử hơn 5.000 năm. Dưa hấu từng có vị đắng, thịt màu trắng, vàng và rất khó tách. Việc nhân giống chọn lọc đã cứu vãn tình thế một lần nữa và dưa hấu ngày càng ngọt hơn. Các nhà khoa học Nhật Bản đã tiến xa hơn và phát minh ra phiên bản dưa hấu không hạt. Tổ tiên của ngô là một loại cỏ ở Mexico có tên là Teosinte. Hạt của loại cỏ này rất nhỏ và khó lấy. Những người nông dân sống cách đây hàng ngàn năm trước chỉ giữ lại hạt giống của những cây lớn hơn, ngon hơn hoặc có hạt dễ nghiền hơn. Cảm ơn các bạn vì đã cho chúng tôi loại ngô ăn được và thậm chí còn rất ngon. Và hãy tưởng tượng những quả bơ dại nhỏ đến mức có thể dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn. Hạt bên trong đó lớn đến mức bạn sẽ không tìm thấy nhiều phần thịt ăn được bên trong. Chúng cũng có lớp vỏ cứng hơn nhiều so với lớp vỏ mà chúng ta vẫn quen thuộc. Ngày nay có thể bạn sẽ không làm được nhiều việc nếu không có chiếc máy tính yêu quý của mình. Nhưng tôi không thể nói cho bạn biết chính xác ai là người cần cảm ơn vì phát minh này. ABC có từ năm 1942 là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu chiếc máy tính đầu tiên. Nó là viết tắt của máy tính Atanasoff Berry, được đặt theo tên của nhà phát minh ra nó tại Đại học bang Iowa. ABC nặng hơn 700 pound. Đúng thế, máy tính của bạn chắc nhẹ hơn thế nhiều. Cậu bé to lớn đó có khoảng 300 ống chân không và một cái chống quay, lớn hơn một hộp sơn một chút, có các tụ điện nhỏ trên đó. Tụ điện là một thiết bị có thể lưu trữ điện tích, giống như pin. ABC có thể giải quyết các vấn đề có tới 29 biến số khác nhau để giúp các nhà khoa học tiết kiệm thời gian. Giống như các máy tính hiện đại, nó sử dụng các chữ số nhị phân, số 1 và số 0 để biểu thị tất cả các số và dữ liệu. Do đó có thể thực hiện các phép tính bằng điện tử. Và bây giờ, phần yêu thích của tôi, ABC hoàn thành một thao tác sau mỗi 15 giây. Để so sánh, bây giờ là hàng triệu thao tác mỗi giây. Không giống như công nghệ chúng ta sử dụng ngày nay, ABC không có chương trình lưu trữ có thể thay đổi được. Vì vậy, chương trình chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ duy nhất tại một thời điểm. Người điều hành phải viết ra câu trả lời trung gian, rồi quay lại câu trả lời đó vào máy tính. Điều này nghe như một lý do khác để chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong thế kỷ thứ 21. Chiếc điều khiển từ xa mà bạn sử dụng cho tất cả các loại thiết bị cũng đã đi được một chặng đường dài. Nikola Tesla, người tạo ra dòng điện xoay chiều cho chúng ta, đã thiết kế một trong những chiếc điều khiển từ xa không dây đầu tiên vào năm 1898. Ông đặt tên cho phát minh của mình là Teleautomaton và trình diễn nó trên một chiếc du thuyền nhỏ được điều khiển bằng sóng vô tuyến. Con thuyền có gắn một anten nhỏ bằng kim loại. Tesla gửi tín hiệu tới thuyền bằng cách sử dụng một hộp có cần gạt và phím điện báo. Đây là phiên bản điều khiển từ xa của ông. Những tín hiệu đó khiến các điểm tiếp xúc điện trên thuyền chuyển động và di chuyển bánh lái cũng như chân vịt. Và Tesla điều khiển con thuyền. Khái niệm về điều khiển từ xa nhanh chóng lan rộng sang các thiết bị khác. Chiếc điều khiển truyền hình từ xa đầu tiên ra đời vào năm 1950. Nó được thiết kế bởi tập đoàn phát thanh Zenith và được gọi là Lazy Bone, tạm dịch là gã lười. Đừng coi đó là chuyện cá nhân nhé. Lazy Bone có một sợi cáp khổng lồ được gắn vào TV và những người thử nó đều không yêu thích phát minh này vì họ hay vấp phải sợi dây đó. Tôi có thể hiểu được cảm giác đó mà, các bạn yêu quý của tôi. Nếu bạn sống hoặc làm việc ở một trong những tầng trên cùng, chắc hẳn bạn phải yêu thích thứ này. Thang máy chở khách đầu tiên. Nó di chuyển với tốc độ 12 mét mỗi phút. Tôi biết đây không phải là tốc độ nhanh nhất so với kỷ lục ngày nay là 12 mét một giây. Nhưng này, nó được lắp đặt vào năm 1857 ở New York và là một điểm thu hút khách du lịch hơn là một thứ tiện ích thiết yếu.
Thang máy có một động cơ hơi nước được giấu dưới tầng hầm của tòa nhà 5 tầng. 3 năm sau, họ cho thang dừng hoạt động vì công chúng không đánh giá cao nó. Otis Tuff đã nộp bằng sáng chế đầu tiên cho đường sắt thẳng đứng, cũng trong khoảng thời gian đó. Phát minh của ông bao gồm một chiếc ô tô thực tế, có một chiếc ghế dài bên trong để mọi người ngồi lên. Đối với tôi, có vẻ là một nơi tuyệt vời để đi chơi với bạn bè, còn bạn thì sao? Sau đó, họ bắt đầu lắp đặt thang máy cho các khách sạn sang trọng trên khắp thế giới. Đó là những cabin hoàn thiện, có thiết kế phong phú, ghế bọc nệm và gương trên tường, đôi khi còn có cả một chiếc đèn chùm nhỏ. Có một người điều khiển bắt buộc phải đóng cửa và cabin sẽ bắt đầu tăng tốc cực chậm. Nó vẫn thiên về phong cách hơn là tốc độ, nên tôi đoán mình sẽ chọn cầu thang. Đại dương bao phủ 70% bề mặt trái đất, trung bình nó sâu gấp 8 lần tòa nhà Empire State. Và chỉ chưa tới 5% đáy biển đã được khám phá. Chúng ta thậm chí còn có thể tìm thấy hồ và sông phía dưới đại dương. Các thủy vực này đặc hơn phần nước chảy xung quanh chúng, vì thế bạn có thể dễ dàng nhìn thấy sự khác biệt. Khi san hô nằm tại nơi nước nông, nắng gắt có thể gây tổn thương tới tảo sống bên trong nó. Để bảo vệ tảo, san hô tạo ra vài protein có tác dụng như một loại kem chống nắng dành cho tảo, vậy nên tảo không cần tốn tiền mua đồ chống nắng nữa. Đúng là phần lớn đại dương chưa được khám phá, tuy nhiên điều chúng ta đã biết đó là khoảng 20 triệu tấn vàng đang nằm rải rác ở những vùng nước tối. Nồng độ vàng trong nước biển rất thấp, đó là lý do tại sao việc khai thác sẽ chẳng bỏ công. Nếu chúng ta có thể lọc số vàng ấy ra, thì mỗi cá nhân trên hành tinh này sẽ có trong tay 4,1 kg vàng. Khi muốn nạp năng lượng buổi sáng, cá mập cũng đến quán cà phê đấy. Năm 2002, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một khu vực tại Thái Bình Dương có tên tiệm cà phê cá mập trắng. Đây là nơi cá mập trắng tụ tập vào mùa đông. Chúng chỉ vui chơi, tám chuyện và cười phá lên khi kể về số người đã bị chúng dọa cho phát khiếp. Sau đó vào bờ biển để tiếp tục hù thêm khi thời tiết ẩm áp hơn. Bạn đã uống latte cá mập trắng chưa? Hãy thử nha! Nơi rộng nhất của Thái Bình Dương nằm giữa Indonesia và Colombia. Và ở khu vực này, khoảng cách trải dài lên đến 19.791 km, rộng gấp 5 đường kính của mặt trăng. Có thể chúng ta sẽ tưởng tượng rằng đại dương là một nơi lạnh lẽo, đặc biệt là tại đáy biển, nhiệt độ ở đó chỉ vào khoảng 4,4 độ C. Nhưng có một ngoại lệ đấy, nước chảy ra từ các miệng phun thủy nhiệt nằm ở đáy biển có nhiệt độ lên tới 399 độ C. Con người là động vật duy nhất có não bị nhỏ đi. Vâng, não có xu hướng teo lại khi chúng ta càng lớn tuổi. Não thậm chí cũng teo nhỏ vì tình trạng cô lập hoặc cô đơn. Những loài động vật khác, ngay cả các họ hàng xa của chúng ta, từ một nhánh khác của bộ linh trưởng như khỉ và tinh tinh cũng không gặp vấn đề này. Tôi đoán rằng TV có thể chính là nguyên nhân. Mang nhĩ của chúng ta không có mối liên hệ nào với thị giác, nhưng chúng lại chuyển động khi mắt di chuyển. Trung bình, trong một đời người, tim của chúng ta đập hơn 2,5 tỷ lần. Tôi đã đếm đấy. Mũi của con người có thể nhận ra trên 1.000 tỷ mùi, còn môi của chúng ta nhạy hơn đầu ngón tay đến hàng trăm lần. Trên cơ thể có hai bộ phận không bao giờ ngừng lớn lên, đó là mũi và tai. Loài tiểu cường rất kiên cường, chúng có thể sống sót qua những điều kiện khắc nghiệt và đã có mặt trên trái đất từ thời khủng long còn cai trị hành tinh chúng ta. Nhưng mối chúa vẫn đỉnh nhất với tuổi thọ lên tới 50 năm. Đây là thời gian sống lâu nhất của mọi loài côn trùng. Các con mối thông thường chỉ sống từ 1 đến 2 năm. Lạc đà không giữ nước trong bướu mà là mỡ, chúng trữ nước trong mạch máu. Ong có thể bay lên rất cao, tới hơn 8.991 mét, nghĩa là còn cao hơn cả đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất trên hành tinh của chúng ta. Con người có khả năng nín thở lâu hơn cá heo. Đúng thế đấy, chúng làm nhịp tim chậm lại và có thể giữ nguyên tình trạng này trong gần 40 phút. Cá heo phải ngoi lên mặt nước để hít không khí sau mỗi 10 phút. Mặt trăng có núi lửa và các nhà khoa học tin rằng những ngọn núi lửa này có thể đã hoạt động khoảng 100 triệu năm về trước khi khủng long vẫn đang thống trị trái đất. Chà, cảnh tượng ấy chắc phải kỳ vĩ lắm nhỉ? Có những quả dưa hấu mang kích thước bằng quả nho. Dưa hấu nhỏ Mexico hay dưa hấu chuột trông như những quả dưa hấu bé xíu vậy. Tuy nhiên, chúng lại có vị như quả thuộc họ cam quýt. Chúng ta không chỉ có dưa hấu chuột mà còn cả chuột kangaroo. Loài động vật này không cần uống nước. Nó sống tại sa mạc Nevada. Vì môi trường sống của chuột kangaroo cực kỳ khô nên nó đã học được cách giải khát bằng những hạt giống mà mình ăn. Có thể bạn nghĩ rằng phí đậu xe hơi tại nơi mình sinh sống thật đắt đỏ. Nhưng số tiền ấy chắc chắn sẽ rẻ hơn chỗ đậu xe ở Hồng Kông đấy.
một điểm đỗ xe có diện tích 12,54m2 nằm ở vị trí trước tòa nhà trung tâm. Kiến trúc cao thứ 5 trong thành phố đã được mua với giá gần 1 triệu đô. Chắc tôi sẽ chuyển sang xe buýt thôi. Nhưng tiện đang nói về chuyện đắt đỏ thì chiếc hot dog đắt nhất có giá 169 đô và bạn có thể thử món này tại Seattle, Washington. Tôi chẳng có tiền đâu, nhưng thực ra cũng hơi tò mò đấy. Một anh chàng làm nghề pha chế người Úc đã lập kỷ lục với danh hiệu người làm nhiều ly cà phê cappuccino nhất trong 1 giờ tới 420 ly, nhanh như máy luôn. Bạn có thể nếm được vị của tỏi bằng chân. Hãy chà một tép tỏi vào chân mình. Đương nhiên là bạn phải cởi tất ra trước rồi và đợi. Chất hóa học chịu trách nhiệm cho thứ mùi độc nhất này có thể được hấp thụ qua da dù bạn chưa hề bỏ tép tỏi ấy vào miệng. Mà này, tôm hùm cũng có trải nghiệm điều tương tự. Chà, thực ra thì chúng có thể nếm mọi loại thức ăn bằng chân đấy. Được rồi, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rất nhiều cổ vật chứng minh sự tồn tại của động vật tiền sử hoặc tổ tiên loài người sống vào thời điểm hàng nghìn năm trước như xương, răng, dụng cụ đá và một miếng kẹo cao su có niên đại từ gần 10.000 năm trước. Nó bị dính ở mặt dưới của một cái bàn. Tôi đùa đấy. Ở Tây Tạng có những quả táo kim cương đen không có màu xanh lá hoặc đỏ mà là tím đậm. Nơi chúng sinh trưởng có rất nhiều tia cực tím vào ban ngày, trong khi nhiệt độ ban đêm lại hạ xuống mức vô cùng thấp. Điều đó khiến vỏ của loại táo này có màu đậm như thế. Australia sở hữu một cái hồ có màu hồng tự nhiên như một loại kẹo sinh gum. Màu sắc kỳ lạ này xuất hiện là do những sắc tố của một loài táo đang sống tại đây. Mây trông bồng bềnh như thể những miếng bông bằng cô tông vậy. Tuy nhiên, một đám mây trung bình nặng khoảng 498,866 kg. Thế nên, cứ ở yên trên đó đi nha. Một người nông dân đến từ bang Iowa đã bị nứt cục và tình trạng đó đã tiếp diễn trong 68 năm trời. Đầu tiên, số lần nứt cục mỗi phút là 40. Sau một thời gian, nó giảm xuống còn 20 lần. Trên thực tế, ông ấy đã dành 70% cuộc đời của mình để nứt cục. 1 triệu giây tương đương khoảng 12 ngày và 1 tỷ giây rơi vào đâu đó gần 32 năm. Không có gì kỳ lạ ở đây đâu, chỉ là một phép toán bé nhỏ để nhắc nhở bạn rằng thời gian tuyệt vời như thế nào rồi. Được rồi, cá mập có thể đáng sợ hơn con người, nhưng răng chúng ta cũng mạnh như răng chúng, chỉ là nhỏ hơn mà thôi. Cho đến tận khoảng đầu thế kỷ 19, người Mỹ vẫn thực sự tin rằng cà chua có độc. Vậy là họ đã bỏ lỡ rất nhiều món ăn ngon vì tin vào điều đó nhỉ? Đúng vậy, các nông dân đã phát hiện ra rằng không chỉ người mới có giọng theo vùng miền mà bò cũng có những tiếng kêu khác nhau tùy theo khu vực mà chúng sống. Này, bò có kêu ca không nhỉ? Hươu cao cổ có lưỡi dài đến 50,8cm. Ăn kem không bạn Hiên? Trên thực tế, chúng có thể uống cong cành cây bằng lưỡi đấy. Một loài sứa đặc biệt thực sự có thể sống bất tử. Này, tôi có thể xem nó như logo của một công ty bảo hiểm nhân thọ ấy nhỉ? Trái đất quay quanh mặt trời nhưng không theo một tốc độ cố định. Ta không thể cảm nhận nó, tuy nhiên tốc độ đó sẽ giảm dần theo thời gian. Vậy nên, một ngày sẽ dài 25 giờ vào thời điểm khoảng 175 triệu năm tới. Vậy nên, đừng vội thêm một tiếng đó vào kế hoạch của mình nha. Không gian thật mênh mông, nhưng rõ ràng là nơi đây còn rất nhiều chỗ trống vì số cây trên trái đất, 3.000 tỷ cây, còn nhiều hơn số ngôi sao trên dải ngân hà, chỉ khoảng 300 đến 400 tỷ mà thôi. Khi ai đó nhắc đến sa mạc lớn nhất hành tinh, chắc hẳn bạn sẽ tưởng tượng ra những bãi cát dài vô tận, nóng như thiêu dưới ánh nắng mặt trời ở Sahara. Chà, không hẳn đâu. Sa mạc lớn nhất thế giới là sa mạc Nam Cực. Khu vực này rộng 14.244.935 km² và nằm ở Buffalo. À không, Nam Cực chứ. Ban đầu nghe thì thấy lạ, nhưng định nghĩa của một sa mạc đó là nơi hàng năm có lượng mưa thấp hơn 25,4cm. Ngoài ra, định nghĩa cũng không đề cập đến việc nơi đó phải nóng. Đà điểu châu Phi không thực sự vùi đầu dưới cát. Khi chúng cảm nhận được mối nguy hiểm, chúng sẽ hạ đầu, cổ và cơ thể xuống đất để khiến các loài săn mồi khó nhìn thấy chúng hơn. Phần cổ sáng màu của đà điểu sẽ hòa với màu cát. Vì vậy nhìn từ xa, có vẻ như chúng đang vùi đầu mình xuống cát mà thôi. Chuyến bay thương mại đầu tiên đã diễn ra vào đầu thế kỷ 20. Chuyến bay này kéo dài 23 phút. Và có giá 400 đô, tương đương với 8.500 đô ngày nay. Và chiếc phi cơ ấy bay giữa hai thành phố thuộc bang Florida. Nữ hoàng nổi tiếng người Ai Cập Cleopatra sống tại thời điểm gần với lúc điện thoại xuất hiện hơn là các đại kim tự tháp Ai Cập được hoàn thành.
Chà, cách xa thật đấy. Nhân tiện nói về điện thoại thì số ảnh chụp trong vòng 2 phút ở thời hiện đại nhiều hơn tổng số ảnh chụp của toàn thế kỷ 19. Ok, hãy thêm một tấm nữa vào thống kê này thôi. Gửi lên nào!